chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Căn cứ tình báo Trương Nguyên Thanh hỏi Linh đạt được, cái miệng bát này không cần thao tác khác, cho đủ máu tươi là được. Máu tươi rất nhanh hội tụ bao trùm đáy bát, hội tụ non nửa bát. Trong khoảng khắc, máu tươi trong bát sôi trào, từng làn xương máu dâng lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt người mơ hồ, phát ra thanh âm bén nhọn. Như thế nào, thiên đạo bất công cúi đầu, không người nói, lão đại, nguyên thủy thiên tôn đã chết, hoa hồng đêm tối đã hướng chúng ta chứng minh thành ý. Xương mù máu di động, trong thanh âm bén nhọn mang theo vài phần ý cười. Tốt lắm, sau này giao tiếp, ta sẽ để thiếu phụ phụ trách, ta tính hai ngày sau, chạm trán với người của hoa hồng đêm tối. Tới lúc đó, người đến chỗ cũ, thiên đạo bất công khom người nói, vâng, mươi 274, giao dịch một lúc này, bóng người xương máu ngưng tụ thành hỏi, chuyện thiếu niên binh vương, hoa hồng đêm tối trả lời thế nào? Thân thể thiên đạo bất công hơi cứng ngắc, trong hành lang, trương nguyên thanh cân nhắc mãi, rốt cuộc hạ quyết tâm nghiến răng thấp giọng nói bách phu trưởng thuộc hạ có một việc cần báo cáo thiên tài bản trạm địa chỉ tân ttp nhanh nhất đổi mới vô quảng cáo phó thanh dương đứng yên bất động tựa như bức tượng biết hắn không thể đáp lại trương nguyên thanh tự nói hoa hồng đêm tối đang tìm một người tên thiếu niên binh vương hắc phô thường biết được tư liệu thân phận người này bởi vậy bàng vô địch hướng thiên đạo bất công tìm hiểu nhưng hắc vô thường không rõ mục đích hoa hồng đêm tối tìm kiếm người này nói xong trương nguyên thanh hít sâu một hơi bởi vì cái này không quan hệ với chính sự cho nên vừa rồi chưa báo cáo nhưng cân nhắc đến hắc vô thường đối với việc này có hứng thú nhất định thuộc hạ cho rằng vẫn phải để ngài biết thì tốt hơn hắn đoạn lời này là sau khi cân nhắc kỹ càng thỏa hiệp đối với hiện trạng hắc vô thường có lẽ sẽ không hỏi chuyện anh binh nhưng căn cứ ký ức của thiên đạo bất công tỷ lệ đại khái sẽ hỏi một chút nếu tiếp tục giấu giếm chẳng những thành quả điều tra trôi theo dòng nước, hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi tín nhiệm của Phó Thanh Dương. Cho nên, Trương Nguyên Thanh làm ra thỏa hiệp, chỉ nói ra một bộ phận tin tức, sau đó tránh nặng tìm nhẹ, che giấu tin tức mấu chốt nhất thiếu niên binh vương tham dự ma quân săn giết hành động của phán quan mắt quỷ. Hắn biết, Phó Thanh Dương khẳng định có thể phát giác manh mối, một thám báo thánh giả cảnh là không có khả năng bị lừa gạt. Nhưng đây là cái giá phải trả, hoài nghi cùng hoàn toàn mất đi tín nhiệm, tự nhiên là chọn cái trước. Trong phòng ngủ, thiên đạo bất công hơi cứng đờ, thanh âm trầm thấp đáp lại. Chưa trả lời, nói xong, hắn bật cười một tiếng, hoa hồng đêm tối tìm người này, sau lưng tựa như che giấu mục đích sâu hơn nữa, lại nào sẽ nói cho chúng ta biết chứ. Thanh âm của hắn, biểu cảm nhỏ của hắn, không thể nói không có khác biệt với thiên đạo bất công thật sự, ít nhất cực kỳ ăn khớp, không có khác thường. Tuy Phó Thanh Dương hiểu biết đối với thiên đạo bất công, giới hạn ở tiếp xúc ngắn ngủi, cùng với Trương Nguyên Thanh miêu tả khi hỏi Linh, nhưng đối với thám báo đảng cấp cao mà nói, những tin tức này vậy là đủ rồi. Khuôn mặt người xưa mù máu lơ lửng ở miệng bát, thản nhiên nói. Không sao, việc này không quan trọng, hai ngày tới người ẩn núp cho kỹ, đừng ra ngoài nữa, 12 giờ đêm ngày kia, chỗ cố tới gặp ta. Nói xong, máu tươi trong bát không sôi trào nữa, sương mù máu theo đó tan đi. Trong hành lang, phó thanh dương tựa như tượng gỗ, mặt mày khẽ động, khôi phục thần thái. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh bên cạnh một cái, Thuật lại đối thoại trong phòng ngủ một lần, nói tiếp: "Cậu nhớ lại một phen, Thiên đạo bất công có nơi nào ấn tượng tương đối khắc sâu hay không? Có thể là cứ điểm nào đó của Hắc Vô Thường, có thể là nơi bọn họ thường đi trong phạm vi Tùng Hải." Trong phạm vi Tùng Hải, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Chín người ba thanh niên thành tòa hai phòng 1802 khách sạn Lai Phúc Tùng Hải đệ Tam tiểu học quán cà phê Tùng Hà." Hắn một hơi báo ra 7-8 địa điểm, giải thích: "Những nơi này có cái là hắc vô thường từng ở lại có cái là bọn họ kinh doanh có cái là từng làm việc đặc điểm thống nhất là hắc vô thường từng cùng các cấp dưới của hắn tổ chức họp ở những nơi này đảm đương tác dụng cứ điểm lâm thời nhưng tôi không biết còn có hay không dù sao ký ức linh thể là không trọn vẹn phó thanh dương hai tay chống lan can nhìn cảnh đêm xa xa nhíu mày thấy thế trương nguyên thanh không dám nói chuyện rất sợ dưới bề ngoài bình tĩnh của thiếu gia phó gia suy tư là mười đại khổ hình tra hỏi kẻ phản bội Phó Thanh Dương phun ra một hơi, nói, cứ điểm nhiều quá, chúng ta thiếu nhân thủ. Hắn chưa nói quá rõ ràng, nhưng Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã hiểu nỗi buồn bực của hắn. Hành động lùng bắt đến một bước này, đã tiếp cận kết thúc, kế tiếp chỉ cần mai phục ở địa điểm hoa hồng đêm tối cùng hắc vô thường chạm chán, có thể mang bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng, trong ngũ hành minh có gián điệp, hành động mai phục không có khả năng triệu tập quá nhiều nhân thủ, Phó Thanh Dương hai ngày nay chỉ dẫn hắn hành động, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, trước sự kiện hoành hành vô kỵ, ngũ hành minh tìm tòi đối với hắc vô thường, là lùng bắt kiểu trải thảm, nhiều tiểu đội chính phủ hợp tác. Từ khi biết hoa hồng đêm tối tồn tại, Phó Thanh Dương liền đã thay đổi sách lược, không chịu tập cấp dưới nữa, mà là một mình hành động. chương 275, Giao dịch 2, trở lại chuyện chính, nhân thủ không đủ, một mặt là giữ bí mật cao độ, không có khả năng điều động nhân thủ quy mô lớn. Một mặt khác là hắc vô thường cùng thủ lĩnh hoa hồng đêm tối là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao thành viên chính phủ thánh giả cảnh trở xuống có thể không cần cân nhắc. Phân bộ Tùng Hải có 5 vị trưởng lão, mang theo tâm phúc của mình, cũng chỉ có thể mai phục 5 cứ điểm, cho nên phải tập trung mục tiêu ở 5 cái trong đó. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói, nếu có tư liệu chi tiết của Hắc Vô Thường, tôi có thể thông qua tính cách, thói quen, phân tích ra nơi hắn lựa chọn. Tôi có nè, nhưng bánh bao máu người còn chưa trả lời. Trương Nguyên Thanh phối hợp nhíu mày, nói, Bách Phu Trưởng, kế tiếp làm như thế nào? Phó Thanh Dương không lộ dấu vết nhìn hắn một cái, đi về trước, tôi cần tra tư liệu. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đúng giờ tỉnh lại, lại nhìn thấy tiểu đậu bị nhìn chằm chằm ví tiền của cậu, bỏ qua bò lại ở trong phòng, tựa như hải báo nhìn chằm chằm quả bóng cao su làm siếc. Buông tha ví tiền của cậu, ngẫu nhiên, ừm, ngẫu nhiên lại trộm một món nội y của gì trẻ cũng được, không thể vặt lông của cậu để chơi mãi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng, hắn vừa ngồi dậy, vừa từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, xem hộp thư của số điện thoại không đăng ký. Có một tin nhắn chưa đọc, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh vui vẻ, tối hôm qua sau khi về nhà, hắn đã gửi một tin nhắn cho bánh bao máu người, hy vọng đối phương mau chóng đưa ra tư liệu của Hắc Vô Thường. Sau đó mang theo vài phần chờ mong cùng thấp thỏm tiến vào mộng đẹp. Tuy là nghề nghiệp tà ác, nhưng hiệu suất làm việc rất cao đấy, ừm, lấy tập tính của nghề nghiệp tà ác, có lẽ cấp dưới hiệu suất không cao đều bị cấp trên xử lý rồi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, mở hòm thư, nội dung tin nhắn chia ra hai bộ phận nửa bộ phận trước là miêu tả đối với tính cách của hắc vô thường cẩn thận âm trầm cứng cỏi phối hợp ý kiến cá nhân người viết đối với hắc vô thường bộ phận nội dung này không dài tựa như là không muốn lầm đường người đọc nửa bộ phận sau là một số việc hắc vô thường từng làm phương pháp ứng đối của hắn thủ đoạn xử lý của hắn thậm chí còn bao gồm sp của hắn nghe nói hắc vô thường ở lúc cùng phụ nữ mây mưa thất thường thích bao trùm ở trên thân thể phụ nữ các loại độc vật như vậy có thể đạt được gấp đôi vui vẻ. Nhưng dần dần, sở thích như vậy cũng không cách nào thỏa mãn hắn nữa, hắn luyện phụ nữ bắt được thành cổ thú, ở trên thân cổ thú giống cái trông giống con người, đã tìm được niềm vui thuộc về đàn ông lâu rồi không có. Thời gian dài, Hắc Vô thường liền mất đi hứng thú đối với phụ nữ bình thường, phụ nữ xinh đẹp nữa cũng đừng mơ khiến hắn để mắt một lần. Cho nên sở thích của Hoành Hành Vô Kỵ là học lão đại nhà mình. Trương Nguyên thanh dù sao không ngủ được. Cẩn thận phân tích hồi lâu, chỉ từ giữa những hàng chữ phân tích ra hai chữ biến thái. Việc chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, vẫn là để Phó Thanh Dương đến đi. Hắn copy tư liệu, thông qua sim điện thoại Nguyên Thủy Thiên Tôn, chia sẻ cho Phó Thanh Dương. Về phần nguồn gốc phần tư liệu này, hắn đã nghĩ sẵn rồi, đẩy cho Chỉ Sát cung. Chỉ Sát cung chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là có liên hệ, bí mật của nhánh Hạ Hầu Trì Chí, chính là từ chỗ cung chủ đạt được, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm ủy thác cái gì đối với chỉ sát cung chủ, không phải rất hợp lý sao? Về phần chỉ sát cung chủ làm sao đạt được phần tư liệu này, cái đó không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn nên biết đến. Phong sách phong cách xa hoa, Phó Thanh Dương trước bàn buông tư liệu xuống, im lặng vài giây, liền gọi vào số trưởng lão Tết đi. Tu tu, cuộc gọi kết nối, trong loa truyền đến tiếng chó sủa ồn ào, tiếp đó biến mất, giọng điệu tang thương trầm ổn của trưởng lão Tết đi truyền đến. Tìm được hắc vô thường rồi. Phó Thanh Dương bình tĩnh nói, đã xác nhận thời gian chạm trán cùng với địa điểm giao dịch của Hắc vô thường cùng hoa hồng đêm tối. Trưởng lão Teddy cười lên ha ha, tiến triển không tệ, nếu có thể thuận lợi giải quyết sự kiện Hắc vô thường, cậu chắc chắn chiếm công đầu, người tổng bộ bên kia phản đối cậu vào trưởng lão hội liền có thể câm miệng rồi. Tạm dừng một chút, trưởng lão Teddy lại nói, nói chính sự đi, Phó Thanh Dương báo cáo một lần thu hoạch hôm qua, trầm giọng nói. Tôi điều ra phân bộ có tư liệu liên quan Hắc vô thường, nhưng còn chưa đủ, không đủ tư mật, không đủ chi tiết, một khi phán đoán mắc lỗi, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Hắc vô thường đạt được chén thánh, lại là một mối họa lớn. Mà hoa hồng đêm tối nếu là nắm giữ thứ ma quân lưu lại, thì càng thêm khó giải quyết. chương 276, Giao dịch 3, trưởng lão Teddy lâm vào trầm mặc sau một hồi, nói có thể hướng tổng bộ xin viện trợ, hy vọng thời gian vẫn kịp. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, chỉ có thể như thế. Điện thoại di động rung lên một cái, cửa sổ bật ra biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới một tin nhắn. Phó Thanh Dương click vào đọc, vẻ mặt ngẩn ra, lộ ra một mảng kinh ngạc, trưởng lão, có lẽ không cần xin tổng bộ viện trợ nữa. Trưởng lão Tết đi hỏi, vì sao? Phó Thanh Dương, tôi thu được một phần tư liệu của Hắc Vô Thường, tư liệu tương đối chi tiết, đối chiếu tin tức tôi đã xem, phần tư liệu này độ chân thật rất cao. Trưởng lão Teddy đi giọng điệu kinh ngạc, cậu lấy đâu ra tư liệu? Phó Thanh Dương nếu là có phần tư liệu này, lúc trước đã không phải đoạn lý do thoái thác đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hắn âm thầm có liên lạc với chỉ sát cung chủ, cho nên rất sớm trước đó đã ủy thác chỉ sát cung chủ lưu ý động tính của phe cổ vương. Trưởng lão Teddy im lặng một chút, cười nói, rất có ý tưởng, không cổ hủ, kẻ này tiềm lực rất lớn nha. Chờ hổ phù xuống, nếu hắn có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe, thì trọng điểm bồi dưỡng. Phó Thanh Dương vâng một tiếng, Tôi xem tư liệu Hắc Vô Thường thêm một lát, sau đó liên hệ ngài. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phó Thanh Dương đặt tinh lực đến trong nội dung. Dần dần, hình tượng của Hắc Vô Thường ở hắn trong đầu càng lúc càng tươi sáng. Tàn nhẫn, có thủ nhất định báo, thông qua chuyện nguyên thủy bị ám sát, có thể nghiệm chứng một điểm này. Nhưng hắn đồng thời cũng cẩn thận, ẩn nhẫn, dám chạm chán với hoa hồng đêm tối, tuyệt đối không chỉ là nguyên thủy chết, khiến hắn thấy được thành ý, sau lưng cái này nhất định còn có nguyên nhân. Chẳng qua ta đại khái biết hắn sẽ lựa chọn ở mấy nơi nào chạm chán rồi. Đêm khuya, dưới ánh đèn vàng, Trương Nguyên Thanh hai tay đút túi, dưới khẩu trang là khuôn mặt vương thái. Hắn không nhanh không chậm bước chậm ở con đường chống trải, đi tới quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Cửa hàng xung quanh đều đã đóng, chỉ có nơi này còn đèn đuốc sáng trưng, cửa tiệm mở rộng, chỉ là trong tiệm trống trơn, không có khách hàng, cạnh quầy bày máy pha cà phê, có một bóng hình màu đỏ xinh đẹp đứng đó cô mặc váy dài hoa mỹ phục cổ đời tống màu lót đỏ thẫm tay áo cùng ngực dùng chỉ vàng thêu ra hoa văn đám mây cùng hoa văn rồng cô thân thể tao nhã tóc đen như thác cho dù đeo mặt nạ màu bạc cũng có thể nhìn ra là một vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương bàn tay trắng nõn của chỉ sát cung chủ cầm cái ấm nhỏ linh lung đang hướng trên giấy lọc rót nước ấm vì sao không dùng máy pha cà phê để pha chẳng lẽ tráng tay uống ngon hơn so với máy pha cà phê làm trương nguyên thanh mỉm cười chỉ sát cung chủ cúi đầu nhìn chăm chú vào cột nước hơi nước dày đặc nhẹ nhàng nói tôi thích uống cà phê pha bằng tay thích dùng giấy lọc tôi cũng thích dùng tay nhưng không cần giấy lọc dùng khăn tay trương nguyên thanh chỉ dám nói lời lẳng lơ ở trong lòng không dám nói với kẻ điên cung chủ chúng tôi đã tra ra thời gian cùng địa điểm hắc vô thường cùng hoa hồng đêm tối giao dịch trương nguyên thanh đứng ở trước quầy đánh giá đôi mắt đẹp linh động kia dưới mặt nạ nói làm giao dịch tôi cho cô tình báo nhưng cô phải giúp tôi làm hai việc. Nói, chỉ sát cung chủ bỗng âm trầm nói, hy vọng đừng quá khó khăn, bằng không tôi sẽ cân nhắc giết cậu hỏi Linh. Tôi tuy không phải thần dạ du, nhưng có đạo cụ hỏi Linh. Nói xong, bàn tay nhỏ của cô Vân về sợi tóc, cười khanh khách, nói giỡn, không phải sợ, tôi không nỡ giết cậu hỏi Linh đâu, cậu ưu tú như vậy, càng thích hợp làm trai bao cho tôi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, giúp tôi cướp được danh sách, chuyện thứ hai, nếu trong các phe xung đột, Hắc Vô Thường chết, cô phải giúp tôi hủy diệt linh thể của hắn." Chỉ sát cung chủ nâng mắt lên, nhìn hắn một cái, cười mỉm nói, "Ngũ Hành Minh lùng bắt Hắc Vô Thường, chính là vì chén thánh cùng danh sách, cậu vì sao phải làm điều thừa? Để tôi đoán xem, là chính cậu muốn danh sách, hơn nữa không muốn bị Ngũ Hành Minh đạt được." Cô nói xong, nghiêng đầu, nhìn về phía trần nhà, giả bộ ra tư thái ngây thơ vô tà của cô gái, nói, "Nhưng cậu là một tiểu nhân vật, vì sao phải lấy được danh sách chứ?" Ai ra, thật kỳ quái thật kỳ quái. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy nói, ai cũng có bí mật, cô không cần biết, đương nhiên, cô cũng có thể từ chối, giao dịch hay không, quyền quyết định ở cô. Cho nên nói, ghét nhất giao tiếp với lập gì còn đỏng đành, bởi vì đầu óc họ không quá bình thường, rất khó câu thông có hiệu quả. Lại còn đánh không lại bọn họ, chương 277, tiểu học đệ tam Tùng Hải một. Lúc này, chỉ sát cung chủ đã pha xong một chén cà phê, ngón tay búp măng cầm chặt quai, đang muốn uống một ngụm, bị đụng phải mặt nạ. Cô bỗng nhiên ai ra một tiếng, tôi quên đeo mặt nạ rồi. Chẳng những lập dị, đầu óc còn có bệnh, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, chỉ sát cung chủ buông tách xuống, thản nhiên nói, cậu nói đúng, mỗi người đều có bí mật, với tôi mà nói, chỉ cần không liên quan đến an nguy của mình, bí mật của người khác tôi không để ý. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, thấp giọng nói, thời gian hắc vô thường cùng hoa hồng đêm tối giao dịch là đêm mai. Địa điểm giao dịch có thể sẽ chọn là khách sạn Lai Phúc, tiểu học Tùng Hải số 3, công viên Tùng Hà. Hắn một hơi báo ba địa điểm, tiếp theo nói, trong đó, tiểu học Tùng Hải số 3 chính là khả năng lớn nhất. Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng vung tay áo rộng thùng thình, như cô gái nhỏ tự tiêu khiển, thuận miệng hỏi. Bởi vì ngày mai là thứ bảy, học sinh nghỉ. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, đây là một mặt, một mặt khác là tiểu học Tùng Hải số 3 ở nội thành, cách một con phố chính là khu cư dân thuộc về chỗ tìm yên tĩnh trong náo nhiệt, một khi xảy ra cái gì, hắn liền có thể lẻn vào khu cư dân, mượn nó thoát thân. Khách sạn Lai Phúc có khách ở lại, một khi đánh nhau thương vong một mảng, giá trị đạo đức trong nháy mắt trừ sạch sẽ, công viên Tùng Hà quá yên tĩnh, nếu là bị bao vây, chạy cũng không chạy thoát. Phó Thanh Dương căn cứ tính cách cẩn thận hơn nữa giả dối của đối phương, đặt tiểu học Tùng Hải số 3 là mục tiêu chủ yếu, hai nơi khác là mục tiêu thứ yếu. Mặt khác, còn có mấy chỗ khả năng không lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Năm vị trưởng lão phân bộ Tùng Hải sẽ dẫn dắt cấp dưới của mình, mai phục ở địa điểm tương ứng. Mà phụ trách tiểu học Tùng Hải số 3 là Phó Thanh Dương cùng một vị trưởng lão Bách Hoa Hội. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cảm thấy hai bên một khi khai chiến, cô có thể tìm cơ hội ra tay, trả thù hoa hồng đêm tối. Khuyểu tay chỉ sát cung chủ chống quầy ba, tay chống cằm, mắt cong lên. Ý tưởng không tệ, vì phòng ngừa danh sách cùng linh thể hắc vô thường rơi vào trong tay ngũ hành minh, cần tôi giúp cậu giết luôn Phó Thanh Dương hay không? Cô muốn tôi chết cùng sao? Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, cung chủ, tôi là một người đứng đắn, không thích nói giỡn. Chỉ sát cung chủ cười khanh khách, run rẩy hết cả người, tạ Linh Hy không phải nói như vậy. Đúng rồi, sau cuộc gặp mặt nói chuyện lần trước, tôi đi khách sạn con bé ngủ lại, treo con bé lên đánh một trận. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, khó trách bé trà xanh mấy ngày không liên hệ mình, đây là giận mình rồi. Không được, phải làm tốt quan hệ, mình còn chưa lừa tới tay nhập mộng ngọc phù của cô đâu, chờ sự kiện hắc vô thường kết thúc, mình phải đi quan tâm yêu thương bé trà xanh một phen. Nếu không có việc khác, tôi đi trước, Trương Nguyên Thanh đưa ra cáo từ, chỉ sát cung chủ hai tay chống má, mỉm cười gật đầu. Đi ra khỏi quán cà phê, Trương Nguyên Thanh một lần nữa quay đầu, phía sau một mảng tối đen, cửa tiệm đóng chặt, nào còn có bóng dáng xinh đẹp của chỉ sát cung chủ. Hắn thu hồi ánh mắt, vừa đi về phía nhà, vừa ở trong đầu suy luận, phân tích thế cục đêm mai. Căn cứ tư liệu chính phủ biểu hiện, Hắc Vô Thường là thánh giả cảnh đỉnh phong, lại là một trong những nghề nghiệp mạnh nhất, không thể coi là thánh giả bình thường. Vị đại hộ pháp kia của Hoa Hồng đêm tối, là thần giả du không thể nghi ngờ, cấp bậc không biết, nếu là thánh giả cảnh còn tốt, nếu là cấp chúa tể, vậy hai bên chính là một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ sát cung chủ tương đương với bản thân mình, còn có chính phủ mua một phần bảo hiểm. Nhưng thế này còn chưa đủ, bởi vì ngũ hành minh chẳng những muốn chén thánh, còn muốn danh sách, nếu chỉ sát cung chủ ra tay cướp đoạt danh sách, rất có thể gặp phải Phó Thanh Dương cùng Bách Hoa hội trưởng lão nhầm vào. Cho nên, phải chế tạo một cuộc diện hỗn loạn hơn, để chính phủ, hắc vô thường và hoa hồng đêm tối, không thể không ưu tiên tranh đoạt chén thánh. Biện pháp hắn đã nghĩ xong rồi, Phó hội trưởng Linh Năng hội cổ vương. Vị vu cổ sư cao cấp này không cần danh sách, chỉ cần chén thánh. Có hắn gia nhập, có thể bức bách các phe đặt tinh lực ở trên chén thánh. Như vậy, lực cản chỉ sát cung chủ tranh đoạt danh sách liền giảm bớt đi rất nhiều cô gái này trước mắt chưa biểu hiện ra khát vọng quá mạnh đối với chén thánh động lực của cô là làm thất bại âm mưu của hoa hồng đêm tối cùng với giết chết đại hộ pháp hoặc thủ lĩnh kế hoạch là không có vấn đề gì chỉ là khi thực sự thao tác khẳng định sẽ có biến hóa khác không thể khống chế không có cách nào cả hiện thực vĩnh viễn tràn ngập biến số hy vọng có thể khiến mình thuận lợi vượt qua nguy cơ thân phận bại lộ lần này lão mõ phù hộ chương 278, tiểu học đệ tam Tùng Hải 2. Sáng sớm, bánh bao máu người mặt baby vừa đưa xong bữa sáng, từ một căn chung cư đi ra. Thân là vô cổ sư, hắn có tinh lực dùng không hết, đưa từ ban ngày đến buổi tối, ngẫu nhiên tăng ca, buổi tối đưa đến trời sáng. Shipper ngành nghề này, đã có thể bôn ba khắp nơi, dễ dàng thu thập tình báo, bí ẩn chạm chán với đồng bạn, thu nhập lại rất không tệ. Bánh bao máu người vẫn rất thích công việc này. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn duy trì liên lạc thông suốt chờ đợi kẻ tự xưng thành viên hoa hồng đêm tối kia liên lạc từng có tình huống một lần trước bánh bao máu người ý thức được đây có lẽ là một lần kỳ ngộ kỳ ngộ ở trước mặt phó hội trưởng tranh thủ hào cảm cùng lập công chỉ cần tên kia có thể cho đủ tình báo mạo hiểm thích hợp là cần thiết hắn vừa ngồi lên xe bình điện một cái điện thoại di động khác trong túi tinh một tiếng vang lên tiếng nhắc nhở tin nhắn tinh thần bánh bao máu người rung lên vội vàng lấy ra điện thoại di động xem Địa điểm Hắc Vô Thường cùng Hoa Hồng đêm tối giao dịch, tiểu học Tùng Hải số 2. Thời gian là 12 giờ đêm nay, nếu chưa phát hiện mục tiêu, các người lại đợi tin tức của tôi. Tiểu học Tùng Hải số 2, 12 giờ đêm nay. Đầu óc shipper mặt baby ong một tiếng, trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng. Tình báo quan trọng như vậy, nói cho là cho, trực tiếp khóa mục tiêu địa điểm giao dịch của Hắc Vô Thường. Phải biết rằng, Phó hội trưởng tìm kiếm Hắc Vô Thường gần một tuần rồi, nhưng thu hoạch rất nhỏ, Căn bản tìm không thấy kẻ giả dối cẩn thận kia. Tiếp theo, trên mặt bánh bao máu người toát ra nét mừng như điên, khó có thể áp chế mừng như điên. Tình báo nếu là thật, hắn liền lập được công đầu rồi, phó hội trưởng nhất định sẽ tưởng thưởng rất lớn, địa vị hắn ở trong linh năng hội sẽ tăng lên thẳng tắp. Nếu tình báo là giả, cũng không sao, dù sao trong những ngày qua, linh năng hội tiếp thu không thiếu tin tức giả dối. Lập tức báo cáo cho phó hội trưởng, bánh bao máu người khởi động xe bình điện, đi nhanh như điện chớp. Thời gian, 23h50, bóng đêm nặng nề, ngoài tiểu học Tùng Hải số 2, trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên đường, Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên cửa sổ ăn một bát mì, nâng tay, đè microphone không dây, thấp giọng nói. Nhân vật mục tiêu đã tiến vào tiểu học, mọi người chú ý, mọi người chú ý. Vài giây sau, trong kênh truyền đến giọng khương tinh vệ thanh thúy ồn ào, Phó Thanh Dương đi vào rồi. Vì sao chúng ta không thể tham chiến, mà là cắm điểm ở ngoại vi? Thế này rất nhàm chán, Trương Nguyên Thanh, vì không để em Tráng Nhiên mất sớm. Mặt khác, đi vào không phải Phó Thanh Dương, là Thiên Đạo bất công. Khương Tinh vệ, em thật sự không thể vào đi sao? Em muốn đi vào đánh nhau, nổ tung trường học, cô gái nhỏ, suy nghĩ của em rất nguy hiểm nha. Trương Nguyên Thanh, vì sao? Khương Tinh vệ, em chính là ở nơi này học tiểu học nha, bài tập rất nhiều, giáo viên rất nghiêm khắc, tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn đối với em, nhưng lúc ấy em còn chưa đạt được thẻ nhân vật Trương Nguyên Thanh, được lắm, đừng khinh thiếu niên nghèo. Vậy em có thể hỗ trợ đốt luôn trường cũ của anh không? Lúc này, thanh âm đằng viễn uể oải nhưng nghiêm túc truyền đến. Tôi không phản cảm các người tấu hài với nhau, nhưng xin hy vọng cân nhắc một phen cảm thụ của người khác trong kênh được không? Khương Tinh về cùng Trương Nguyên Thanh nhất thời không nói chuyện nữa. Trong hành động đêm nay, Phó Thanh Dương triệu tập cấp dưới tâm phúc đáng tin, phân tán ở cửa hàng, đầu đường giao nhau các nơi gần tiểu học Tùng Hải số 2, nhiệm vụ là phòng ngừa người thường tới gần, ngăn chặn kẻ địch đào tẩu, cùng với ứng đối một ít tình huống đột phát. Giao phong chính diện là không cần bọn họ những thành viên tinh anh này, dù sao đi cũng là tặng đầu người. Trương Nguyên Thanh chuyên tâm ăn mì, trong lòng lại đang suy tư một sự kiện, Phó Thanh Dương ban ngày từng thảo luận, hắn hoài nghi hắc vô thường dám giao dịch với hoa hồng đêm tối, là có thứ khác để tự tin. Tự tin thường thường ý nghĩa con bài chưa lật cùng biến cố. Tiểu học Tùng Hải số 2, tòa nhà dạy học đứng lặng ở trong bóng đêm tối đen cả tòa kiến trúc chỉ có văn phòng ngoài cùng bên trái lầu một sáng đèn văn phòng bảy sáu cái bàn mặt bàn chất đầy sách vở công cụ dạy học máy tính các loại tạp vật trước một cái bàn làm việc sát cửa sổ một người má hóp mắt nhỏ mặt ngựa ngồi ngay ngắn bộ dạng tuy khó coi nhưng không tầm thường một khuôn mặt xấu như vậy làm người ta nhìn liền khắc sâu ấn tượng đầu ngón tay hắc vô thường gõ mặt bàn đang nghe cấp dưới thiếu phụ rất ngọt nước báo cáo Lão đại, tôi đã xác nhận, Hoa Hồng đêm tối thành công mượn được khế ước thư rồi." Hắc Vô Thường chậm rãi nói, "Xác nhận như thế nào?" Chương 279, bản năng tầm bảo một Thiếu phụ rất ngọt nước lộ ra một nụ cười, "Tôi bắt một cô gái tự mình kiểm tra, sau khi đạt thành khế ước, cô ta đã trở thành nô lệ trung thành nhất của tôi, mọi yêu cầu của tôi, cô ấy đều không thể từ chối." Hắc Vô Thường ừm một tiếng, hài lòng gật đầu, thân là thủ lĩnh tổ chức tạ ác, hắn biết rõ giao dịch với Hoa Hồng đêm tối tương đương bảo hộ lột ra. Khả năng thuận lợi hoàn thành giao dịch cực thấp, xác suất bị đen ăn đen lớn hơn nữa, bởi vậy, trong lúc ẩn núp ở Tùng Hải, Hắc Vô Thường luôn chờ một tin tức. Hoa hồng đêm tối hướng thế lực bên ngoài mượn được khí ước thư. Đây là một món đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, tác dụng của nó đó là chế định khí ước, kẻ vi phạm khí ước sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Có tầng bảo hộ này, Hắc Vô Thường mới dám giao dịch với Hoa hồng đêm tối. Mà do Hoa hồng đêm tối hướng thế lực bên ngoài mượn đạo cụ, là một trong những yêu cầu hắc vô thường đưa ra. Kỵ sĩ là nghề nghiệp hợp pháp, lấy thân phận vu cổ sư đi tiếp xúc, sẽ chỉ bị kỵ sĩ chém giết, mà hoa hồng đêm tối không có loại phiền não này, thành viên tổ chức này là có nghề nghiệp hợp pháp. Chỉ cần trả giá nhất định, liền mượn được khí ước thư. Lúc này, kim đồng hồ treo tường trên tường đi đến 12 giờ, gần như ở cùng lúc, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Tiếng đập cửa quanh quẩn ở văn phòng yên tĩnh, hắc vô thường mắt nhỏ mặt ngựa nhìn thoáng qua cấp dưới thiếu phụ rất ngọt nước cẩn thận tới cạnh cửa, thấp giọng nói, ai? Ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp, quen thuộc là ta. Thiếu phụ rất ngọt nước vẻ mặt vui vẻ, vội vàng mở cửa. Hắn cùng thiên đạo bất công quan hệ không tệ, ở trong đoàn thể nhỏ của hắc vô thường, sở thích của hoành hành vô kỵ những người này, đều đã bị lão đại hắc vô thường đồng hóa, dần dần mất đi hứng thú đối với phụ nữ bình thường. Chỉ có thiên đạo bất công cùng thiếu phụ rất ngọt nước, vẫn như cũ có hứng thú giới tính mãnh liệt đối với người khác phái hai chân, mà nhượng bộ lui binh đối với con thú giống cái trong bóng đêm ngoài cửa thiên đạo bất công đứng lặng ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hắc vô thường cùng thiếu phụ rất ngọt nước tựa như đang xác nhận cái gì nhìn thấy đồng bạn vẻ mặt lạnh nhạt ánh mắt xa lạ trong lòng thiếu phụ rất ngọt nước đột nhiên trầm xuống ngay sau đó hắn liền thấy thiên đạo bất công từ trong túi lấy ra một bức tượng đất to bằng bàn tay bức tượng đất này là một người khổng lồ để trần trên thân lưng cõng núi gian nan tiến lên ở trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Vô Thường cùng Thiếu phụ rất ngọt nước, Thiên Đạo Bất Công ném bức tượng đất vào văn phòng. Thùng, bức tượng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường cùng Thiếu phụ rất ngọt nước bị định ở tại chỗ, thân thể bọn họ run run, bả vai giống như vác ngọn núi, khó có thể nhúc nhích. Thiên Đạo Bất Công đứng ở ngoài cửa rút ra súng lục cắm ở bên hông, nhắm vào đầu Thiếu phụ rất ngọt nước, bình tĩnh bóp cò súng. Đoang đoang đoang, từng viên đạn chui vào đầu, hất bay sọ máu tươi cùng tổ chức não bán tung tóe. Mà lúc này, thân thể thiếu phụ rất ngọt nước vừa mới dị hóa, chất sừng cứng rắn chỉ bao trùm 50% diện tích thân thể, đã bị đoạt đi sinh mệnh. Thiên đạo bất công đứng ở cửa, hướng nòng súng vào hắc vô thường tận cùng bên trong, đoàng đoàng đoàng, mang viên đạn còn thừa chút hết ở trên người hắc vô thường. Nhưng khó thương tổn vị thánh giả này mảy may, cho dù không hóa cổ, đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể, Vu cổ sư cũng có thể dễ dàng chống lại được đạn. Thấy đạn không có hiệu quả, thiên đạo bất công đứng ở cửa ngã thẳng xuống đất, trong bóng đêm ngoài cửa, một bóng dáng đổ trắng chậm rãi đi đến. Hắc vô thường nhìn bóng trắng tới gần kia, nói, chén thánh ở trong ô vật phẩm của ta, thiếu ta, nó sẽ bị linh cảnh thu về. Phó Thanh Dương đưa tay chộp vào không chung, bát phương kiếm đồng xanh vào tay, thản nhiên nói, đều giống nhau. Trở về linh cảnh, liền ý nghĩa một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, đều không có vô cổ sư nào đạt được đạo cụ loại quy tắc này. Hắc vô thường cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, nghe thấy chưa, ngũ hành minh muốn để chén thánh trở về linh cảnh. Trong cửa hàng tiện lợi, Trương Nguyên Thanh ăn xong mì, lại gọi một phần bánh cá hầm. Hắn tựa vào trước quầy, chuyện trò vui vẻ với dì nhân viên cửa hàng. Ô, con trai gì ở học viện thương mại à, học viện thương mại tốt, cô nương xinh đẹp qua một cái được cả đống, bạn gái của con trai ngài khẳng định rất đẹp nhỉ. Trương Nguyên Thanh hâm mộ nói, ai, trung bình thôi, dì thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi này nói chuyện rất êm tai, liền hỏi, bạn trẻ, cháu học đại học nào? chương 280, bản năng tầm bảo 2. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thổn thức nói, cháu không vào đại học, cháu tốt nghiệp cấp 3 liền ra ngoài làm việc rồi, cho nên cảm thấy người thi đỗ đại học đều là tinh anh, giấc mộng trước kia của cháu là thi vào đại học Tùng Hải. Đại học Tùng Hải à, đó là trường học không tệ. Dì nói, đồng thời an ủi, bây giờ sinh viên cũng không đáng giá, bằng cấp cũng không ngon như vậy nữa, bước vào xã hội, vẫn là dựa vào chính mình cố gắng. Không biết vì sao, rõ ràng con trai chỉ là sinh viên bình thường, nhưng cô thế mà có một chút cảm giác kiêu ngạo, tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. Vâng vâng, dì nói đúng, dì là người từng trải. Trương Nguyên Thanh liên tục gật đầu, nói, dì có thể múc thêm canh cho cháu không? Dì liền múc thêm một muôi cho hắn, cảm ơn, đồ dì nấu ăn ngon thật, có thể tặng cháu một giải rong biển không? Dì do dự một phen, liền cho hắn một giải, Trương Nguyên Thanh uống canh cay nóng, nói nhảm đủ thứ với dì, bỗng nhiên, một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt truyền đến. Bắt đầu đánh rồi, Hắc Vô Thường quả nhiên ẩn núp ở tiểu học Tùng Hải số 3. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì, lặng yên triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, phân phó nó đi xem cuộc chiến. Hắn chuẩn bị lấy thị giác linh phó xem cuộc chiến, loại cảm giác không quan chắc thế cục này quá tệ rồi, nếu thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay lập tức hiểu biết thế cục cũng có lợi cho hắn suy nghĩ đối sách. Tiếp đó chính là, hắn khát vọng nhìn thấy linh cảnh hành giả đẳng cấp cao chiến đấu tiểu đậu bị nằm úp sấp ở trên mặt đất, ngừng đầu lên, nhất thời bị đồ ăn vặt, đồ uống ở giá hàng hai bên hấp dẫn, trong đôi mắt to đen lúng liếng tràn đầy khát vọng. Mày lại không thể ăn được, nhanh đi làm việc, Trương Nguyên Thanh hướng nó hạ đạt mệnh lệnh, cùng lắm thì tao lát nữa mua chút đồ ăn vặt, ăn trước mặt mày, cho mày đã nghiền. Trong lòng hắn bổ sung một câu, tiểu đậu bị lưu luyến không rời bò ra khỏi cửa hàng tiện lợi, biến mất ở trong đêm đen. Theo tiếng hô của hắc vô thường, một giải lửa màu đỏ từ nơi xa chạy tới nổ tung ở bên cạnh phó thanh dương như là một mảng khói lửa nở rộ vườn trường yên tĩnh chợt sáng ngời trong lửa bắn tung ra một bóng người cao lớn khôi ngô hiện ra hắn chưa công kích áp sát công tử ca phó ra được xương dưới chúa tể cảnh có thể nói là vô địch mà là vươn tay chợt nắm chặt từng luồng lửa kia trên không trung ngưng tụ ra những mũi tên lửa tên đầu hướng xuống nhắm vào phó thanh dương đối mặt vị thám báo thánh giả đỉnh phong này Cận chiến không phải là cử chỉ sáng suốt, cho dù hắn là hỏa sư. Ngươi là chấp sự phân bộ nào của ngũ hành minh, hay là hỏa sư hoa hồng đêm tối âm thầm bồi dưỡng? Phó Thanh Dương cầm kiếm mà đứng, hãm sâu nguy cơ, sắc mặt không thay đổi. Người đàn ông đeo mặt nạ, thanh âm thô ráp hung dữ, khó phân biệt âm sắc, nói: "Ngươi không cần phải biết." Tay phải nắm lại ấn xuống dưới một cái, mũi tên lửa bắn nhanh đầy trời. Phó Thanh Dương bước chậm ở trong mưa tên, hoặc nghiêng người hoặc cất bước hoặc lui về bát phương kiếm đồng xanh trong tay chém ra từng tàn ảnh, mũi tên đánh vào lưỡi kiếm, tán loạn thành đốm lửa chói mắt. Hắn như một chiếc máy tính sức tính toán siêu mạnh, dự đoán quỹ tích rơi xuống của mỗi một mũi tên. Lúc này, Hắc Vô Thường bắt lấy cơ hội, từng bước một, run rẩy đi ra khỏi văn phòng. Hỏa sư của Hoa Hồng đêm tối đã tranh thủ thời gian quý giá cho hắn. Là ta sợ ý, không ngờ các ngươi đã âm thầm khống chế thiên đạo bất công. Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, bụng hắn phồng lên hình cầu, từng chút một rời lên trên, sau đó kẹt ở chỗ huyết hầu. uệ hắc vô thường kịch liệt nôn khan, phun ra một con cóc hình thể có thể so với quả bóng đá. Kè kè, con cóc phình bụng, phát ra tiếng kêu to vang dội, tiếp theo, nó mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra sương mù màu tím dày đặc. Sương mù tím này tựa như khói đặc, ở trên không vườn trường tràn lan, tụ lại, rất nhanh hình thành một mảng tầng mây tầng trời thấp, thảm thực vật trong trường nhanh chóng suy bại, mất đi sinh cơ. Phó Thanh Dương nhíu mày, thám báo không có năng lực kháng độc, mà khí độc không phải dựa vào né tránh có thể ứng đối. Đột nhiên, sương mù màu tím bao phủ vườn trường hướng tới góc nào đó chạy đi, tựa như cửa xả lũ, nhanh chóng trôi qua. Hắc vô thường khẽ biến sắc, quay đầu nhìn về phía cửa xả lũ, chỉ thấy một máu thịt hình người cao 3 mét mở cái miệng rộng, đang tham lam cắn nuốt sương mù màu tím. Khói độc này có thể khiến thánh giả cũng kiêng kỵ, đối với hắn không có chút tác dụng nào. Cổ vương, thanh âm hắc vô thường bén nhọn kêu lên, người sao lại ở chỗ này. Phó Thanh Dương, người thế mà tư thông cổ vương, được lắm, hay cho một gã thiếu chủ phó ra, hay cho một tên chấp sự ngũ hành minh. chương 281, bản năng tầm bảo 3. Hỏa sư kia cười nhạo nói, họ phó, chúng ta bên tám lạng người nửa cân, ai cũng không cao quý hơn ai. Hoa hồng đêm tối ít nhất vẫn là nghề nghiệp hợp pháp, giới hạn của ngươi so với ta còn thấp hơn. Phó Thanh Dương khinh thường giải thích, lựa chọn im lặng. Cổ vương điên cuồng cười nói, nói không sai, Phó Thanh Dương, đa tạ tình báo ngươi cho ta, ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Trong tiếng cười điên cuồng, cổ vương hút hết xương mù tím, máu thịt quanh thân phồng lên, làm bộ dạng tích lũy lực lượng, trong nháy mắt, từng làn xương máu nhỏ dày như cây kim, từ trong lỗ chân lông phun ra. Làn xương máu này chưa bao phủ vườn trường, mà là ngưng tụ thành một người khổng lồ cao 5 mét, diện mạo mơ hồ. Thân là vô cổ sư cảnh giới chúa tể, chỉ cần muốn, Cổ vương có thể độc sát một khu dân cư của Tùng Hải, nhưng thao tác như vậy quá thô giáp, Đối với Vu cổ sư cường đại mà nói, nắm giữ, thao tác tinh tế đối với xương mù mới là kỹ thuật thật sự. Mà một điểm này, Hắc vô thường thánh giả cảnh xa không bằng cổ vương. Người khổng lồ xương mù máu xài bước nhẹ nhàng tới gần Hắc vô thường. Ngay lúc này, trong trời đêm nặng nề rơi xuống một cột sáng trong suốt, đánh thẳng tắp trúng cổ vương. Xẹt xẹt, xương mù máu tan rã trong ánh sáng màu vàng cổ vương phát ra rít gào đau đớn. Nhật thần lực, ở nháy mắt cột sáng trong suốt buông xuống, vị đại hộ pháp kia đã bại lộ vị trí của mình. Hắn đứng ở mái tòa nhà dạy học, khoác áo choàng màu đen, đeo mặt nạ màu đen, quan sát mọi người dưới lầu. Trong gió đêm, một dải sợi đỏ mảnh khảnh như xúc tu vươn tới, ngay sau đó, ngàn vạn sợi dây đỏ nổ tung, chúng nó tựa như chùm tia sáng dày đặc tính phóng xạ, từng chùm, từng mảng quấn về phía đại hộ pháp. Ngọn nguồn những sợi dây đỏ này, là một cô gái mặc váy dài phong cách đời tống, đeo mặt nạ màu bạc. Cô đứng trên không trung, làn váy bay lên, phong tư chắc tuyệt. bóng dáng đại hộ pháp bỗng dưng biến mất, sau đó lại hiện lên ở giữa không trung. mắt cá chân hắn quấn một sợi dây đỏ mảnh như lông châu, chính là sợi dây này lôi hắn ra từ trong dạ du. hừ, đại hộ pháp từ trong xoang mũi phát ra một thanh âm. bỗng nhiên, sợi dây đỏ kia bốc lên ngọn lửa vàng sáng ngời nóng rực, dễ dàng hòa tan đứt đoạn. lúc này. Trong bầu trời đêm vang lên một tiếng thở dài, hôm nay thực là như quỷ xà thần nào cũng đi ra rồi. Dứt lời, trong vườn trường, thảm thực vật vốn chết héo phát ra sinh cơ, mọc ra từng đám cỏ xanh, mầm cây khoan vỡ bề mặt xi măng, trong vài giây trưởng thành đại thụ che trời. Trong khoảnh khắc, trường tiểu học này liền bị rừng rậm bao trùm, tràn ngập sinh cơ. Không chỉ có thế, hư ảnh từng con động vật từ trên trời giáng xuống, chúng nó có con là khỉ kết đàn kết đội, có con là gấu ngựa đứng thẳng hai thước, có con là voi khổng lồ như bạch ngọc, có con là mãnh hổ vần vệ độc lai độc vãng. Đám động vật này hai mắt trống rỗng lạnh lùng, lạnh lạnh nhìn chăm chú vào sinh linh trong sân. Chỗ hàng rào lưới sắt ngoài vườn trường, anh linh mập mạp đáng yêu ghé vào khe hở hàng rào, run rẩy nhìn vào trong. Trong thân thể linh phó là ý thức của Trương Nguyên Thanh. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, ta xem không hiểu, nhưng ta chịu rung động rất lớn. Cũng không phải nhất định cần bày ra uy lực hủy thiên diệt địa mới tính là cường giả, mấy vị linh cảnh hành giả đẳng cấp cao kia trong trường học khí tức bọn họ phóng ra kỹ năng bọn họ thi triển đều làm trương nguyên thanh phát ra run rẩy từ trong lòng đặc biệt là khi rừng rậm buông xuống động vật xuất hiện trương nguyên thanh sâu sắc phát hiện tiểu học này bị phong tỏa rồi màu hào quang màu xanh bao phủ nó trưởng lão bách hoa hội cấp bậc so với mình tưởng tượng còn cao hơn đây là chuyện tốt nhưng lại là chuyện xấu chuyện tốt là chỉ thành viên hắc vô thường cùng hoa hồng đêm tối trong thời gian ngắn rất khó thoát đi chỗ hỏng là nếu chính phủ nắm giữ quyền chủ đạo, mặc dù chỉ sát cung chủ đạt được danh sách, cũng phải đối mặt thỏa hiệp. chỉ hy vọng cô ấy có thể trí tuệ một chút, hủy đi danh sách. đột nhiên, trương nguyên thanh phát hiện tiểu đậu bỉ rời khỏi bên hàng rào, bò về phía ngã tư ngoài trường học. cái này không phải trương nguyên thanh đang thao túng, cũng không phải ý nghĩ của chính tiểu đậu bỉ, càng giống một loại bản năng hơn. sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, trương nguyên thanh lập tức rõ chuyện là thế nào ở thời điểm mấu chốt này, bản năng tầm bảo của tiểu đậu bị phát động. Anh Linh còn nhỏ, ngay cả năng lực trao đổi cũng vừa mới nắm giữ, kỹ năng tầm bảo cao hơn một tầng, thì không thể khống chế. Phụ cận tựa như có bảo bối gì, đã hấp dẫn nó, kích phát bản năng tầm bảo của nó. chương 282, mắt to chừng mắt nhỏ một Sao lại ở lúc này kích hoạt bản năng tầm bảo? Phụ cận có thể mai phục thành viên hoa hồng đêm tối đó. Trương Nguyên Thanh vội vàng cáo biệt gì nhân viên cửa hàng, chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong thành viên hoa hồng đêm tối, tất nhiên còn có thần dạ du, tiểu đậu bỉ nếu đụng phải, vậy thì xong con ong rồi. Trên đường phố trống trải yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe chạy như bay, nhưng tựa như không nhìn thấy trong trường học xảy ra chiến đấu kịch liệt, bao gồm nhà dân phụ cận, trong không ít cửa sổ còn sáng đèn. Cú đêm ở thành phố lớn đếm cũng không đếm xuể, nhưng chưa có ai bị chiến đấu trong trường học hấp dẫn. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên đường, xa xa đi theo tiểu đậu bỉ. Anh Linh bỏ đến ngã tư, ngẩng lên cái đầu mái tóc máu thưa thất, nhìn trái, người phải, rốt cuộc, nó đã xác nhận phương hướng nào đó, cúi đầu xuống, nhanh nhẹn bỏ đi. Trương Nguyên Thanh không thể không đẩy nhanh bước chân, đi theo không xa không gần. Đại hộ pháp quần áo bảo đen nhìn rừng rậm tươi tốt xung quanh, giọng khàn khàn. Hình chiếu vườn bách thú, người cái lão già này, rốt cuộc vận dụng đạo cụ loại quy tắc này rồi sao? Ngọn một cây đại thụ che trời, đi lông quan ngồi ngay ngắn, ánh mắt thâm thúy quan sát. Nhật du thần cấp 7, dù là thái nhất môn cũng không nhiều, ta đã nhớ kỹ khí thức của ngươi, không phải người thái nhất môn thì thôi. Nếu phải, ngày chết của ngươi tới rồi. Khi hai người nói chuyện, Phó Thanh Dương ở tại chỗ kéo ra tàn ảnh màu trắng, lấy lực lượng thân thể thuần túy, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, đi tới phía sau hắc vô thường. Thiếu chủ phó ra vẻ mặt lạnh lùng, tựa như sát thủ không có cảm tình, dơ lên bát phương kiếm đồng xanh trong tay giờ khác này khuôn mặt hắc vô thường lộ ra cực độ sợ hãi tứ chi hắn kịch liệt co rút không biết nên tránh sang trái hay là né sang phải đầu óc tựa như treo máy không thể gửi đi chỉ lệnh cho thân thể nữa cho dù là nghề nghiệp tà ác thánh giả đỉnh phong ở lúc đối mặt một kiếm này của phó thanh dương trong lòng hắn cũng nổi lên cảm giác vô lực mãnh liệt tránh không được tránh không được hắc vô thường quyết định thật nhanh làn da trở nên cứng rắn phủ lên chất sừng đồng thời hai đầu gối quỳ xuống hô to nhận ta một lạy dầm, cái chán dập thật mạnh lên mặt đất, dập nứt nẻ xi măng. Lưới kiếm phó thanh dương chém xuống trượt cứng đờ, vẻ mặt hắn bịt kín một tầng cho bụi, như là bị lực lượng vô hình ô nhiễm. Vu thuật tước phúc, vu cổ sư, tên như ý nghĩa, nắm giữ cổ thuật cùng vu thuật, hai thứ đều lấy quỷ dị ác độc nổi tiếng. Tước phúc là kỹ năng chủ động vu cổ sư cấp 6 mới có thể học được, có thể thông qua quỳ lạy, nghi thức, trận pháp các phương thức, suy yếu phúc vận của mục tiêu. Trong đó, quỳ lạy là phương thức kích hoạt đơn giản nhất nhưng hiệu quả cũng yếu nhất nếu cho hắc vô thường đủ thời gian hắn có thể khiến phó thanh dương vận rủi liên tục uống nước sắt răng đi đường đạp xít ngủ với gái cũng không nổi lưới kiếm cứng ngắc ở giữa không chung tay chân hắc vô thường không run rẩy nữa hắn giữ tư thế quỳ lạy thuận thế lăn một vòng sang bên cạnh đột nhiên từng sợi tơ đỏ nhỏ như sợi tóc cuốn lấy mắt cá chân hắc vô thường càng lúc càng nhiều sợi tơ đỏ kéo dài ra từng bụi từng mảng tựa như vô số xúc tu vặn vẹo chỉ sát cung chủ lơ lửng giữa không trung làn váy bay lên, tựa như nữ ma đầu xinh đẹp. Cô từ đầu tới đuôi đều không nói lời nào, xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn. Rắc rắc, sợi dây đỏ càng thít càng chặt, nước nẻ chất sừng cứng rắn ngoài thân hắc vô thường. Nhưng hắc vô thường lại hoàn toàn không cảm giác gì đối với tình cảnh của mình, chỉ dại ra nhìn bóng hình màu đỏ phong hoa tuyệt đại kia, vẻ mặt mê luyến, như đó là người mình yêu nhất. Một luồng hào quang màu vàng rực sáng trong vắt buông xuống trên người hắc vô thường, lực lượng tịnh hóa khiến vị vu cổ sư này đau đớn giết gào lên. Nhưng cũng hòa tan cắt đứt sợi dây đỏ, xua tan khống chế tinh thần. Phù, cả mảng lớn ánh lửa tràn về phía chỉ sát cung chủ, hỏa sư hoa hồng đêm tối thi triển hỏa hành, áp sát chỉ sát cung chủ gấp gáp đánh nhanh một tràng. Ánh lửa không ngừng nổ tung, sợi dây đỏ bay lên đầy trời. Một bên khác, hắc vô thường vừa dãy thoát si mê khống chế, liền thấy bên người vây đủ loại động vật, khỉ nhe răng trợn mắt, hổ vằn hung ác uy nghiêm, voi khổng lồ cao lớn uy mãnh, còn có sư tử báo cho châu gấu các loại động vật. Ánh mắt chúng nó trống rỗng lạnh lùng, chỉ là hình chiếu thuần túy nhất, lại ẩn chứa lực lượng minh mông. Đột nhiên, dưới khố hắc vô thường mắt lạnh, tiếp đó là đau đớn thấu tim. Một con linh cầu từ phía sau đánh lén, cắn xé túi con cháu của hắn, may mắn là làn da chất sừng hóa một lần nữa lập công, chỉ là bị cắn dạn nứt, khiến hắn tránh được cục diện, túi tiền xấu hổ. Chương 283, mắt to chừng mắt nhỏ hai linh cầu đánh lén giống như là kèn tiến công động vật khác ùa lên hừ đại hộ pháp áo bảo đen hừ lạnh một tiếng trưởng lão bách hoa hội mục đích rất rõ ràng đánh chết hắc vô thường để cho chén thánh đọa lạc trong ô vật phẩm trở về linh cảnh ai cũng đừng mong đạt được hắn hít sâu một hơi phun ra từng mảng lớn âm khí trong âm khí cuốn theo xương lạnh từng oán linh trôi nổi ở không trung dương nanh múa vuốt lao vào đàn thú trường hợp nháy mắt đại loạn động vật hư ảo cùng linh thể hư ảo đánh loạn cả lên Cổ vương nhìn thấy một màn này, xương ngù máu trở về thân thể, một lần nữa hóa thành máu thịt hình người, ngay sau đó, thân thể hắn nổ tung, nổ thành từng đống thịt nát, rơi ở các nơi của rừng rậm. Những máu thịt này hòa tan, chảy như dầu mỏ, bao trùm cây cối, bao trùm hoa cỏ, bao trùm mặt đất. Cả vườn trường, cả mảng rừng rậm đều bị ô nhiễm, tản ra khí tức xa ngã. Đây là kỹ năng vô cổ xưa ở giai đoạn chúa tể, có thể ăn mòn, ô nhiễm tất cả sự vật trên thế gian hư ảnh động vật lập tức mất đi nguồn lực lượng, không cam lòng tán loạn. Mà lúc này, một mảng máu thịt vật chất rơi ở phía sau hắc vô thường, hóa thành một hình người. Nhưng ở ngay sau đó, hào quang màu vàng buông xuống, hủy diệt hóa thân cổ vương. Một đám hành giả đẳng cấp cao hỗn chiến, loạn hết cả lên. Hắc vô thường ngã ngồi dưới đất, chân trái cùng tay phải hắn bị gặm máu tươi đầm đìa, quần áo rách thành mảnh, chất sừng quanh thân nứt nẻ, máu tươi đầm đìa hắn phát ra một tràng tiếng cười quái dị trầm thấp muốn chén thánh phải không được cho các ngươi lão tử không chơi với các ngươi nữa tay phải chộp một cái vào trong hư không lấy ra một cái chén thủy tinh chế tác tinh xảo đẹp đẽ thân chén răng kín vết nứt chất lỏng trong chén màu đỏ tươi như máu mà ở trong chất rượu màu đỏ tươi một vầng sáng màu vàng chìm nổi như là một vầng mặt trời hơi co lại ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua chén thủy tinh chiết xạ ra vầng sáng màu hoa hồng chiến đấu hỗn loạn lập tức dừng lại Mọi người đều nhìn về phía chén thủy tinh, bị hấp dẫn thật sâu. Trên đại thụ che trời, Tết đi lông quan chăm chú nhìn chén thủy tinh, thở dài nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không ngờ ma quân thế mà đạt được thứ này, hắn cách đăng đỉnh, chỉ có một bước. Một đống thịt nát ngưng tụ thành hình người, trong mắt cổ vương rực cháy sự tham lam, phán quan mắt quỷ chết không oan, ha ha, chết không oan. Hắc phô thường ra sức ném chén thánh về phía bầu trời đêm, hô to cướp đi, ai cướp được thì thuộc về người đó. Chén thủy tinh chiết xả ánh vàng kim hoa hồng kia càng bay càng cao, ánh mắt mọi người gắt gao đuổi theo. Teddy lông quăn trên ngọn cây tung người vồ, hóa thành một con tiên hạc xải cánh 2 mét, vỗ cánh lướt về phía chén thánh. Phốc phốc phốc, trong cây cối bên dưới lao lên từng mảng thịt nát, chúng nó ngưng tụ ở không trung, hóa thành một cái tay khổng lồ chống trời, chụp về phía chén thánh càng bay càng cao. Mà so với bọn họ sớm hơn một bước, là đại hộ pháp áo bào đen, hắn im lặng xuất hiện ở trước chén thánh, vươn ra chụp tới. Ngay lúc này, một tiếng xe gió bén nhọn, réo rắt, phát sau mà đến trước, sóng âm cuồn cuộn quanh quẩn. Đại hộ pháp áo bảo đen, tiên hạc cùng bàn tay khổng lồ, đều xuất hiện cứng ngắc rõ ràng. Không ai có thể chống lại giọng hát của nhạc sĩ, chỉ sát cung chủ đứng ở mái tòa nhà dạy học, ngửa mặt lên trời thét dài, váy đỏ phần phật bay lên, phía sau cô, từng đám sợi tơ đỏ dương nhanh múa vuốt phun trào về phía không trung, mục tiêu là đại hộ pháp hoa hồng đêm tối. Cô không có hứng thú đối với chén thánh. Sợi tơ đỏ quấn quanh từng mảng, nháy mắt quấn đại hộ pháp trong trạng thái dại ra thành cái kén. Ngay sau đó, hào quang màu vàng tự trong khe hở sợi tơ đỏ bắn ra, đại hộ pháp áo bảo đen phá tan trói buộc. Chỉ sát cung chủ giơ tay, tay áo bảo trượt xuống, lộ ra cánh tay ngọc trắng như xương như tuyết, búng ngón tay tách. Những sợi tơ đỏ bị nung chảy kia, giống như được giao cho sinh mệnh lần thứ hai, nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa quấn quanh đại hộ pháp. Lúc này, một bóng trắng một ánh đỏ phóng lên cao, Quấn quyết lướt về phía chén thánh. Ầm, um, ánh lửa phun trào, tốc độ nhanh thêm một phần, vượt qua bóng trắng. Sắc mặt Phó Thanh Dương không thay đổi, một tay cầm kiếm, một tay hút về phía trên không, lúc này, hào quang đen, trắng, xanh, đỏ, vàng năm loại màu sắc bay ra, bám vào phía sau Phó Thanh Dương. Phần Phật, năm đạo hào quang đón gió phấp phới, hóa thành năm lá cờ lớn theo gỗ xanh bạch hổ lửa dãy núi cùng gợn nước. Trong nháy mắt, Phó Thanh Dương liền biến thành lão tướng quân trên sân khấu kịch cả người đều là cờ. mươi 284, mắt to chừng mắt nhỏ ba. Giống, ha 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 ha, hỏa sư bị hổ và năm màu vồ ngã phát ra tiếng cười càn rỡ. Hắc vô thường ngã ngồi dưới đất cười to, lại hỏi, ngươi cười cái gì? Hỏa sư cười nhạo nói, ta cười phó thanh dương vô mưu, cười cổ vương thiếu trí. Ngươi lại cười cái gì? Hắc vô thường cười nhạo nói, ta cười chỉ sát cung chủ vô mưu, cười cầu trưởng lão thiếu trí. Teddy lông quăn một lần nữa trở lại ngọn cây, vẻ mặt chăm chú, mỹ thuật. Đại hộ Pháp giọng khàn khàn mỉm cười nói, không sai, đây chỉ là trò siếc ta trêu đùa các ngươi, chật chật, đáng tiếc, Phó Thanh Dương nếu là cảnh giới chúa tể, lấy mắt lửa ngươi vàng của thám báo, liếc một cái liền có thể nhìn thấu thủ thuật che mắt của ta. Cổ vương thu hồi toàn bộ vật chất máu thịt, ngưng tụ thành bản thể, mắt màu đỏ tươi, nói. Hắc vô thường, ngươi nếu không chịu lấy ra chén thánh đọa lạc, vậy đi chết đi, ta thả rằng nó quay về linh cảnh. Hắc vô thường cười lạnh nói, cho nên nói người thiếu trí, ngươi thực cho rằng giết ta, chén thánh đoạ lạc liền có thể quay về linh cảnh. Ngươi, thực cho rằng ta bây giờ, là bản thể. Cổ vương giật mình, cẩn thận đánh giá hắn một lát, bỗng nhiên hiểu ra, trầm giọng nói, cổ phân thân. Cổ phân thân là một loại bí thuật của vu cổ sư, lấy máu tươi bản thân, dung hợp bản mạng cổ, luyện thành một bộ thể xác, khí tức bao gồm linh hồn thể xác này không khác gì bản thể. Đối với đại bộ phận vu cổ sư mà nói, loại bí thuật này tác dụng không lớn bởi vì luyện chế phân thân trả giá là lực lượng bản thân cắt giảm trong vòng mấy tháng cũng rất khó khôi phục đỉnh phong hắc vô thường và hoa hồng đêm tối giao dịch sắp tới làm sao dám tự phế võ công ánh mắt phó thanh dương khẽ động nghĩ tới cái gì thản nhiên nói phương thức giao dịch của ngươi cùng hoa hồng đêm tối không giống với chúng ta nghĩ hắc vô thường cười ha ha đắc y nói không hổ là thám báo không sai phương thức giao dịch hôm nay là lấy phân thân này ký kết khí ước với đại hộ Pháp. Sau khi có khí ước, ta mới sẽ để bản thể mang theo chén thánh đến. Dù sao giang hồ hiểm ác mà, ta không thể không phòng bị. Không ngờ, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này, trái lại cũng đánh bậy đánh bạ, đùa giỡn các ngươi một phen. Tuy tổn thất phân thân này sẽ làm chiến lực bản thể ta tổn hao nhiều, chẳng qua, hoa hồng đêm tối đã khí ước thư, giao dịch bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành, thậm chí không cần ở Tùng Hải. Tiếp theo, các ngươi còn muốn mai phục, liền khó như lên trời ai cũng không thể ngăn ta nắm giữ chén thánh thành phán quan mắt quỷ thứ hai phó thanh dương trầm ngâm một lát im lặng không nói gì hoa hồng đêm tối và hắc vô thường thiếu tín nhiệm đã được khế ước thư bù lại bọn họ hoàn toàn có thể ở thời gian nào đó địa điểm nào đó trong tương lai bí mật giao dịch tối nay mất đi cơ hội về sau liền khó can thiệp việc này nữa thất bại trong gang tắc khế ước thư trưởng lão bách hoa hội thấp giọng lẩm bẩm bất đắc dĩ nói thôi cổ vương cung chủ, việc này đã không cách nào ngăn cản, chúng ta liên thủ giết bọn chúng, cũng coi như làm hoa hồng đêm tối bị thương nặng. Chỗ cách tiểu học Tùng Hải ba một cây em, đầu ngõ yên tĩnh nào đó, một kẻ bóng đen đội mũ lưới chai, đeo khẩu trang, ẩn núp trong bóng đêm, dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở mắt, lòng bàn tay nâng lên một cái chén thủy tinh chế tác tinh xảo đẹp đẽ, thân chén dạn nứt, trong rượu màu đỏ tươi, một vầng mặt trời hơi co lại chìm nổi. Hai luồng lực lượng dây dưa lẫn nhau, mài mòn hủy diệt lẫn nhau, hình thành cân bằng vi diệu. Hào quang màu hoa hồng chiếu sáng lên khuôn mặt hắn, mặt dài mắt nhỏ, xấu rất có độ nhận diện, rõ ràng là hắc vô thường. Chỉ có thể chờ đợi lần giao dịch sau, hắc vô thường phun ra một hơi, tâm tình phức tạp. Bị chính phủ mai phục bao vây là điều hắn không ngờ tới, tuy giao dịch bị phá hư, còn tổn thất một phân thân, nhưng chén thánh vẫn còn, những tổn thất này đều không phải vấn đề. Cho nên nói, cẩn thận là hữu dụng, chỉ cần đủ cẩn thận, có thể vô hình chung tránh né phiêu lưu về phần đại hộ pháp hoa hồng đêm tối có thể sống sót hay không thì không phải chuyện hắn cần quan tâm đáng tiếc thần vật như thế hời cho hoa hồng đêm tối rồi hắn nhìn chằm chằm mặt trời nhỏ chìm nổi trong chén ánh mắt tham lam là một trong những người có mặt lúc ấy hắn vô cùng rõ vầng mặt trời này khủng bố nếu có thể đồng thời nắm giữ hai vật phẩm hắc vô thường tự tin sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất ba đại phân hội của linh năng hội nhưng bây giờ phải dứt bỏ một món bằng không cái gì cũng không đạt được. Oán linh, oán linh ở đâu ra? Trong lòng hắc vô thường đột nhiên dùng mình, tiểu oán linh trước mắt đối với hắn không có chút uy hiếp, nhưng có thể sử dụng oán linh, tất nhiên là thần dạ du. chương 285, tuyệt cảnh 1, thủ lĩnh hoa hồng đêm tối tìm được mình rồi, tính trực tiếp đen ăn đen, lúc hắc vô thường kinh nghi bất định, tiếng bước chân rồn dập truyền đến, ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện ở đầu ngõ, tò mò nhìn ngó vào trong ngõ đó là một người trẻ tuổi bộ dáng rất tuấn tú mang theo vài phần hy vọng vài phần tò mò nhìn tới ánh mắt hai bên gặp nhau sắc mặt người trẻ tuổi đột nhiên cứng đờ hắc vô thường từ trong ánh mắt hắn thấy được cảm xúc so với mình càng phức tạp hơn bất ngờ ngạc nhiên sợ hãi thân dạ du khí tức không mạnh không phải người hoa hồng đêm tối thái nhất môn không bây giờ lúc này có thể xuất hiện ở nơi này khẳng định là người chính phủ là phe cánh phó thanh dương lại nghĩ đến chuyện thiên đạo bất công bị thao túng. Nguyên thủy thiên tôn, trong đầu hắc vô thường hiện lên danh hiệu này. Cái địch, hắc vô thường, hắn không phải đánh nhau ở trong trường học sao, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, tiểu đậu bị hại ta. Trương Nguyên Thanh vội vàng đè tai thoại không dây, kêu lên, thập trưởng đằng viễn, hắc vô thường ở chỗ tôi, mau tới, địa điểm là. Còn chưa dứt lời, hắc vô thường như một con chim to, đạp vách tường lao tới, con người của hắn co rút lại thành cái khe, mắt màu nâu chuyển thành màu hổ phách. Phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối mọc ra gai xương sắc bén, dẹt một tiếng đâm rách quần áo. Xin lỗi, quấy dày rồi, cáo từ. Trương Nguyên Thanh không để ý tới nói chuyện, nhanh chóng rút lui, đồng thời thi triển kỹ năng dạ du, ẩn đi thân hình. Hắc vô thường tiến công quá nhanh, hắn thậm chí không kịp triệu hồi tiểu đậu bỉ, chỉ gửi đi chỉ lệnh chạy trốn cho đứa nhỏ. Một tên nghề nghiệp tà ác thánh giả cảnh đỉnh phong cấp 6, đừng nói là mình thần giả du cấp 2 này, cho dù là thần giả du cấp 4, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hắc vô thường là tâm phúc tiền phó hội trưởng linh năng hội, coi như là đại lão hùng cứ một phương. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh rất rõ ràng chạy, nhưng lại không thể hoàn toàn chạy, tuy không rõ vì sao xuất hiện ở đây, nhưng bản nhân hắn đã ở nơi này, phó Thanh Dương và trưởng lão Bách Hoa hội Mai Phục khẳng định đã xảy ra vấn đề. Lúc này, điều hắn phải làm là tận khả năng cuốn lấy đối phương, tranh thủ thời gian cho các đại lão đằng viễn đã thu được tin tức của hắn đột nhiên phổi trương nguyên thanh đau như lửa đốt ít hầu vừa đau vừa ngứa hắn bắt đầu kịch liệt ho khan đầu váng thân hình chợt phập phù không biết từ khi nào hắn đã trúng cổ độc rác hắc vô thường cả người mọc đầy gai xương hai đầu gối bật một cái ở trong tiếng vang của mặt đường xi măng sụp đổ lao bắn đến căn bản không tính cho kẻ địch cơ hội phản ứng hắn có lòng tin ở trong vòng hai ba chiêu đánh chết thần giả dạ du trước mắt Cường giả đẳng cấp cao săn giết cấp thấp, trước giờ là dứt khoát lưu loát. Tiếng gió thê lương đập vào mặt, Trương Nguyên Thanh nhìn kẻ địch trong thời gian ngắn đã tới trước mắt, lông tơ trên lưng dựng thẳng, cố nén thân thể không khỏe, ý niệm khẽ động, mở ra ô vật phẩm. Ngay sau đó, bảo châu vàng óng vào tay, hai chân hắn trầm xuống, bả vai như là đè một ngọn núi lớn. Dầm, hắc vô thường vai phải co về, khuỷu tay gấp khúc, cơ bắp khỏe mạnh đẩy cánh tay phải, đấm thẳng giống như một cây trường thương, hung hăng đâm ra màn ánh sáng màu vàng đất kịch liệt run lên, như bong bóng trong gió. Bịch bịch bịch, Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm nứt mặt đường xi măng. Dầm, lại một cú đấm, bảo châu trong tay Trương Nguyên Thanh phát ra tiếng vang khẽ răng rắc, nứt ra khe nứt nhỏ bé dày đặc. Dầm, cú đấm thứ ba đánh ra, bảo châu kẻ trầm ổn rốt cuộc không chống đỡ được, vỡ thành bột phấn, màn ánh sáng theo đó tiêu tán. Trương Nguyên Thanh miệng mũi trào máu, sắc mặt trắng bệch. Hắc vô thường bước chân không ngừng, tới gần bên người, cú đấm thứ bốn đánh về phía đầu Trương Nguyên Thanh, không khí phát ra tiếng nổ vang. Thân thể Trương Nguyên Thanh sụp xuống, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi một cú đấm chí mạng này. Không biết từ khi nào, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh đi ở trên chân hắn, sau khi xoạc chân tránh đi cú đấm thẳng, giày khiêu vũ màu đỏ bắn chân, trước lấy xoay tròn nhảy lên, né tránh cú quét chân của Hắc Vô Thường. Tiếp theo lại lấy dự phán siêu mạnh, nhảy ngang một cái tránh né gai xương bổ thẳng. Trong cả quá trình, Trương Nguyên Thanh vị chủ nhân này đầu váng mắt hoa, không ngừng ho ra máu, hoàn toàn nằm thắng. Đạo cụ không ít, Hắc Vô Thường nhíu mày, làm một thần giả dạ du giai đoạn siêu phàm, có hai món đạo cụ, tính là cực kỳ giàu có rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này có thể vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, giá trị con người quả thật xa xỉ. Chương 286, tuyệt cảnh 2. Đi, đi mau, Trương Nguyên Thanh suy yếu bật ra tiếng, ra lệnh giày khiêu vũ màu đỏ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không còn ý tưởng kéo dài thời gian, quá mạnh rồi, phu cổ sư thánh giả cảnh đỉnh phong quá mạnh, gặp mặt chính là nháy mắt giết chết, lực lượng, tốc độ đều kém quá xa, không tồn tại khả năng cận chiến vật lộn. Đây cũng là nguyên nhân hắn chưa lấy ra lưỡi dao khát máu. Về phần cô dâu ma, cấp bậc cô dâu ma hẳn là cũng đến cảnh giới thánh giả, nhưng thánh giả cùng thánh giả, tranh lệch là rất lớn. Hắn không quá rõ tiêu chuẩn cụ thể của cô dâu ma, nhưng hắn biết, hắc vô thường là nghề nghiệp tà ác, là thánh giả cấp 6, cái này ý nghĩa ở trong cùng giai đoạn có thể thắng được hắc vô thường ít ỏi không có mấy một khi phán đoán mắc lỗi hắn liền không có bất cứ dư điện nào quay về nữa chỉ còn đường chết giày khiêu vũ màu đỏ lập tức mang theo chủ nhân vô dụng cộp 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 lao về phía khu dân cư ở thân tường dốc như dẫm trên đất bằng quy tắc của giày khiêu vũ màu đỏ bỏ qua địa hình nó đã là thần khí đuổi giết có một số thời điểm lại là thần khí chạy trốn muốn chạy hắc vô thường cười lạnh một tiếng vẫn chưa truy kích mà là đưa tay về phía không trung lấy ra một con bù nhìn đơn giản, to bằng bàn tay, trước sau dán bùa màu tím, tản mát ra khí tức hủ bại sang ngã. Gương mặt bù nhìn vặn vẹo hẳn lên, mấp máy mọc ra mắt, mũi, rõ ràng là bộ dáng của Trương Nguyên Thanh, mà hai chân nó cũng nhuộm lên một mảng ánh sáng màu đỏ. Hai đầu ngón tay hắc vô thường nắm đôi chân bù nhìn, chợt dùng sức. Trương Nguyên Thanh chạy như điên trên tường nhà, đột nhiên cảm giác thế lao đi bị kiềm hãm, cúi đầu nhìn, Thân giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh bịt kín một tầng sắc thái cho bụi, giống như giày rách bị vứt bỏ mấy chục năm. Hắn không chịu khống chế rơi xuống, nặng nề ngã ở trên mặt đất, mặt đường bốc lên bụi bặm. Khụ khụ, Trương Nguyên thanh kịch liệt ho khan, ho ra tơ máu, phổi hắn đã có vấn đề nghiêm trọng, độc tố lan tràn toàn thân, nếu không phải sinh mệnh lực cường đại, lúc này đã chết bởi khí quan suy kiệt. "Giày không tệ, thuộc về ta." Hai ngón tay hắc vô thường nắm đầu bù nhìn, hung hăng dùng sức muốn tùy tay bóp chết con côn trùng nhỏ này. Gần như ở cùng lúc, Trương Nguyên Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, một ánh trăng sáng tỏ phá vỡ tầng mây, chiếu xạ ở trên người hắn. Khiếu Nguyệt, hắn mượn điều này khôi phục một chút lực lượng, từ trong ô vật phẩm lấy ra chảy phục ma, dùng sức đâm một phát lên đùi. Hào quang màu vàng dữ dội bùng nổ, khuôn mặt Trương Nguyên Thanh vừa bịt kín bóng đen cho bụi, liền bị hào quang màu vàng xua tan. Bất đắc dĩ là, lực lượng tịnh hóa chỉ nhằm vào bản thân chủ nhân, dài khiêu vũ màu đỏ vẫn bị cho bụi ăn mòn, tạm thời mất đi thần dị. Trương Nguyên Thanh thở hổn hển mấy hơi, lực lượng tịnh hóa xua tan bộ phận độc tố, đau đớn không mãnh liệt nữa, nhưng cũng giới hạn ở đây. Phu cổ sư cảnh giới thánh giả, độc tính quá mạnh quá đáng sợ, vừa bắt đầu, đã trực tiếp khiến hắn phế đi một nửa. Bảo Châu kẻ trầm ổn vỡ rồi, găng tay lửa khẳng định cũng vô dụng, dài khiêu vũ màu đỏ bị ô nhiễm, nhập mộng ngọc phù đã dùng mất, chay phục ma sở trường tịnh hóa, lại không sở trường giết địch, hôm nay vì khiêm tốn thu mình làm việc, không mang loa vua mèo, nhưng cầm theo cũng vô dụng. Cô dâu ma hẳn là có thể ngăn cản hắn một chút, nhưng tỷ lệ đại khái không thể thật sự uy hiếp đến nghề nghiệp tà ác thánh giả đỉnh phong. Trong đầu Trương Nguyên Thanh lướt qua đủ loại đạo cụ của mình, tuyệt vọng phát hiện mình đã hãm sâu tuyệt cảnh. Đây là kẻ địch đáng sợ nhất cường đại nhất từ khi hắn trở thành linh cảnh hành giả tới nay từng gặp được. Còn có đạo cụ, nhật chi thần lực, hắc vô thường kinh ngạc một phen, hạt châu kia bị hắn đánh vỡ thì thôi, phẩm chất giai đoạn siêu phàm nhưng đôi giày khiêu vũ màu đỏ có thể tự động né tránh này cùng với cái chày đồng thau vừa mới lấy ra này phẩm chất tuyệt đối không phải đạo cụ giai đoạn siêu phàm có thể so sánh nhất là chày đồng thau thế mà ẩn chứa nhật chi thần lực nói rõ đạo cụ này ẩn chứa bộ phận lực lượng cấp chúa tể niềm vui bất ngờ niềm vui bất ngờ hắc vô thường cười to trong con mắt dài nhỏ bắn ra tham lam vui sướng vui con mẹ mày đúng lúc này cửa sổ lầu hai sáng đèn một ông cụ hói đầu đẩy mở cửa sổ thò đầu ra, hướng hai người dưới cửa sổ chửi ầm lên. Không ổn, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, Hắc Vô Thường nâng ánh mắt lên, lạnh lùng nhìn ông cụ hói đầu một cái. Ngay sau đó, ông cụ ôm cổ, miệng sùi bọt mép, từ trong cửa sổ té xuống, tứ chi co giật vài cái, rất nhanh đã chết. Khóe mắt Trương Nguyên Thanh giật giật, lúc này, càng lúc càng nhiều cửa sổ sáng đèn, hộ gia đình trong tòa nhà lục tục bị đánh thức. Chương 287, hành động thất bại một Ánh mắt hắc vô thường lập tức bắn về phía Trương Nguyên Thanh, trong mắt sát khí lạnh thấu xương. Thấy thế, hắn không do dự nữa, lấy ra khăn van đỏ, chùm ở trên đầu. Hy vọng ở trong thời gian cô dâu ma cuốn lấy hắc vô thường, viện binh có thể chạy tới. Một giây, hai giây, ba giây, Trương Nguyên Thanh bỗng phát hiện không thích hợp, âm khí đáng sợ minh mông kia chưa buông xuống, hơn nữa thanh âm phụ cận đột nhiên biến mất. Toàn bộ thế giới tràn ngập tĩnh mịch, hắc vô thường cũng chưa nhân cơ hội đánh giết hắn. Chuyện gì vậy? Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn tháo khăn voan đỏ ra, lại kinh ngạc phát hiện, tay hắn không nghe sai bảo. Hắn chỉ có thể chuyển động trong mắt, dốc sức nhìn trộm tầm nhìn hẹp dưới khăn voan đỏ. Một cái nhìn này, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc biết đã xảy ra cái gì, hắn thấy thân thể của mình biến thành màu xám trắng, nắp cống cứng rắn, mặt đường xi măng dưới thân, cũng bao trùm lên một tầng xám trắng nhợt nhạt. Màu sắc, bị lực lượng gì cướp đi rồi, đang lúc nghi hoặc, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm mờ mịt trầm thấp, khó phân biệt âm sắc khẽ cười nói nhớ không lầm chính là lúc này địa điểm này đã lâu không gặp nha hắc vô thường thanh âm hắc vô thường hoảng sợ khó hiểu là ngươi sao có thể là ngươi sao có khả năng là ngươi không điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng thanh âm im bặt tiếp theo trương nguyên thanh nghe thấy có tiếng ai ngã trên mặt đất bịch một cái là ai đến đây sao đại lão thế lực nào thủ lĩnh hoa hồng đêm tối không đúng hắc vô thường phản ứng có chút quá khích. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cố muốn chết, nhưng hắn không thể nhúc nhích, càng không biết mình kế tiếp sẽ nghênh đón vận mệnh thế nào. Chỉ như vậy qua không biết bao lâu, khóe mắt luôn liếc tầm nhìn hẹp dưới khăn voan, hắn thấy sắc thái xám trắng rút lui như thủy triều. Thế giới khôi phục sắc thái. Sau đó, Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chịu nổi nhấc lên khăn voan đỏ, chăm chú nhìn lại. Cách mười mấy mét, một bóng dáng lẳng lặng gục ở đó, chính là Hắc Vô Thường, vị vu cổ sư này hai mắt trợn trừng, Vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc động lại ở trên mặt. Hắn đã mất đi sinh mệnh, cạnh cái xác, một cái chén thủy tinh chế tác tinh tế, răng kín vết nứt, yên tĩnh nằm đó. Mặt trời nhỏ trong chén không thấy nữa, người nọ đã cầm đi thứ mà quân lưu lại, lại không động vào chén thánh. Trương Nguyên thanh nghi hoặc một phen, gian nan đứng dậy, lảo đảo đi đến cạnh thi thể hắc vô thường, nhặt lên chén thủy tinh răng kín vết nứt. Nắm đạo cụ loại quy tắc này ở trong tay, cầm chén thủy tinh chậm rãi đợi vài giây, tin tức một vật phẩm theo đó hiện lên. Tên, chén thánh đoạ lạc tổn hại, loại hình, dụng cụ, công năng, khống chế, sa ngã. Giới thiệu, cái chén vị tồn tại vĩ đại nào đó yêu thích, bởi cơ duyên xảo hợp, dính máu tồn tại vĩ đại nào đó, cất chứa pháp tắc trong máu, lột xác thành đạo cụ loại quy tắc. Ghi chú một, phục phục ở dưới chân ta đi, thần phục là lựa chọn duy nhất của các ngươi, chỉ tử vong có thể kết thúc. Ghi chú 2, xin mau chóng thu thập được tài liệu tương ứng, tu bổ đạo cụ loại quy tắc này đi. Giới thiệu tổn hại rất đơn giản nha, nhưng thứ càng đơn giản, trái lại càng khủng bố. Bị chén thánh đọa lạc khống chế, liền ý nghĩa tử vong mới có thể giải trừ. Thời gian có hạn, Trương Nguyên Thanh thu chén thánh đọa lạc vào ô vật phẩm, tiếp theo từ trong tay thi thể hắc vô thường đoạt lấy bù nhìn, không kịp xem xét tin tức vật phẩm, cũng thu vào trong túi. Tiếp theo là khăn voan đỏ, giày khiêu vũ màu đỏ. Sau khi nhanh chóng thu dọn chiến trường, hắn ngồi cạnh thi thể bắt đầu mò mẫm. Danh sách, Trương Nguyên Thanh không quên mục tiêu hàng đầu mình lùng bắt Hắc Vô Thường. Danh sách là vật dẫn ghi lại kẻ sa ngã, tương tự sổ sách tư nhân của phán quan mắt quỷ, thứ này không giống với chén thánh Đọa Lạc, không có khả năng lớn là đạo cụ. Mà vật phẩm không phải đạo cụ, là không thể thu vào ô vật phẩm. Bởi vậy, Hắc Vô Thường hoặc là mang theo bên người, hoặc là cẩn thận giấu ở nơi nào đó. Mò mẫm đơn giản một phen, Trương Nguyên Thanh ở trong túi quần thi thể chạm đến một quyển sách nhỏ. Hắn chưa lập tức lấy ra, mà là thi triển dạ du ẩn đi thân thể lúc này mới lấy ra quyển sổ mỏng manh kia danh sách chỉ to bằng bàn tay bìa màu đen tờ giấy màu vàng nhạt trương nguyên thanh nhanh chóng lật xem một lần tìm kiếm tin tức anh binh tiếng tờ giấy soạt soạt lật rất nhanh danh sách rất mỏng số lượng nô bộc ghi lại cũng chỉ mấy chục người hắn rất nhanh đã quét xong không có không có tin tức của anh binh không đúng nha căn cứ loa vua mèo ghi âm lại căn cứ ký ức của thiên đạo bất công anh binh tuyệt đối là nô bộc của phán quan mắt quỷ, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng vì sao trong danh sách không ghi lại tin tức của anh ấy. chương 288, Hành động thất bại 2 Trương Nguyên Thanh cảm thấy khó hiểu, đột nhiên, vẻ mặt hắn khẽ động, một lần nữa mở ra danh sách, một lần này, hắn lật chậm hơn so với lần trước. Xoạt xoạt, tờ giấy lật, chợ dừng ở một chỗ nào đó, vị trí gần gáy sách, lưu lại vết xé dạng răng cưa. Danh sách thiếu một tờ, rõ ràng dễ thấy, trang giấy ghi lại tin tức chân thật của anh binh bị người ta xé mất rồi ai xé tin tức của anh binh hắc vô thường sao không đúng toàn bộ danh sách đều là của hắn hắn không có sự cần thiết cùng động cơ này dựa theo cái này phỏng đoán phán quan mắt quỷ cũng không có khả năng người thần bí vừa rồi người thần bí càng không cần thiết xé danh sách nhỉ hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mang danh sách đi trương nguyên thanh trầm ngâm vài giây rời khỏi ẩn thân đáy mắt dâng trào màu đen thử câu thông linh thể hắc vô thường Hắn không phải vì Phệ Linh, mà là vì nghiệm chứng một sự kiện. Quả nhiên, trong thi thể Hắc Vô Thường không có linh thể còn sót lại. Là người thần bí kia lau đi linh của Hắc Vô Thường, hắn vì sao làm như vậy? Đúng rồi, nhìn từ phản ứng vừa rồi của Hắc Vô Thường, người thần bí kia là quen biết với Hắc Vô Thường, hơn nữa còn là một cố nhân Hắc Vô Thường cho rằng không có khả năng xuất hiện, như vậy hành vi lau đi linh thể liền có thể lý giải. Người thần bí là thần giả du, ừm, đại lão cấp bậc đó cho dù không phải thần dạ du, cũng khẳng định có thủ đoạn thanh trừ linh thể, ví dụ như đạo cụ. Đáng tiếc, người thần bí rất nhanh đã diệt khẩu hắc vô thường, để hắc vô thường nhiều lời vài câu, ta liền có thể biết hắn là ai rồi. À, vậy mình cũng phải chết, vẫn là không biết thì hơn. Đầu óc trương nguyên thanh nhanh chóng chuyển động, phân tích, cân nhắc. Hắn ý thức được, sau lưng sự kiện chén thánh, rõ ràng cất giấu một mạch nước ngầm. Ở mặt ngoài, chuyện này là ma quân cùng phán quan mắt quỷ đồng quy vô tận, hắc vô thường và chén thánh tiềm tàng mà dẫn phát một loạt sự kiện trong bóng tối người thần bí xuất hiện tin tức anh binh bị xé bỏ linh thể hắc vô thường bị lao đi trương nguyên thanh là người am hiểu phân tích sau khi phát hiện không làm rõ được những tin tức rắc rối phức tạp này hắn chọn dùng phương thức ông ngoại dạy từ ngọn nguồn xuất phát mọi việc đều có nhân quả trước mắt nhìn thấy là quả mà nhân là lần săn giết kia nhằm vào phán quan mắt quỷ nơi này liền dẫn ra một điểm đáng ngờ mà quân vì sao phải săn giết phán quan mắt quỷ. Anh Binh là một trong những hung thủ lúc ấy tham dự săn giết phán quan mắt quỷ, nếu có thể tìm được hắn, có lẽ có thể cởi bỏ bí ẩn. Lúc này, vành tai hắn khẽ động, nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Theo tiếng nhìn lại, cuối phố dài, một đám người ở trong bóng đêm chạy vội đến. Dẫn đầu là thập trưởng đằng viễn, người trung niên này đối với cuộc sống cùng công tác vô cùng tiêu cực, ở lúc cứu viện đồng bạn, trái lại đã làm gương cho binh sĩ. Hai bên thập trưởng đằng viễn là Khương Tinh vệ cùng quan nhã, người trước thuần túy là tốc độ nhanh, đi theo bên cạnh ôn thần cấp 4 thoải mái có thừa. Quan nhã khác, lão ti cơ cũng sắp chạy gãy đôi chân dài rồi, trong tay nắm hai khẩu súng, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhóm thứ hai là Bạch Long, thanh đằng cùng đường Quốc Cường. Nhóm thứ ba là thành viên tinh anh Trương Nguyên Thanh Đại Khái từng gặp, nhưng không gọi ra tên được. Một bọn hơn 10 người, hùng hổ chạy tới bên này. Xa xa, bọn họ nhìn thấy một bóng dáng đứng ở bên đường một bóng dáng ngã ở trên mặt đất, các hành giả chính phủ không có năng lực nhìn đêm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn vs Hắc Vô Thường, nằm là ai, đáp án đơn giản đến mức ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Khuôn mặt xinh đẹp của quan nhã ngưng kết xương lạnh, mắt đẹp dâng lên sát khí, hướng tới bóng dáng nơi xa nâng họng súng lên. Lại qua vài giây, khoảng cách càng gần, khuôn mặt lạnh lùng của quan nhã khựng lại, tiếp theo, trong mắt lóe ra vui sướng, xương lạnh bao phủ ở trên mặt hòa tan. Đám người đằng viễn, bạch long thanh đằng đều ngẩn ra trên mặt xuất hiện mờ mịt cùng kinh ngạc trình độ khác nhau cùng với như chút được gánh nặng người đứng kia là nguyên thủy thiên tôn vậy người nằm xuống là ai một ý nghĩ lớn mật sinh ra ở trong lòng mọi người nhưng không ai dám tin không có khả năng mà lúc này người trẻ tuổi đứng ngạo nghễ bên đường đứng khoanh tay nhìn đồng đội chậm chạp mới tới thản nhiên nói các người đã tới muộn hắc vô thường đã là vong hồn dưới đao của ta mọi người đang chạy đồng loạt dừng bước lấy vẻ mặt trợn mắt cứng lưỡi, nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Mặt dài, mắt nhỏ, xấu đến mức cực dễ nhận biết. Thập trưởng đằng viễn nhìn thi thể một lần, lại nhìn Trương Nguyên Thanh một lần, đẩy kính mắt trên mũi, chậm rãi nói. Cậu, đã giết, một phu cổ sư thánh giả cảnh đỉnh phong. chương 289, hành động thất bại 3. Trong quá trình nói chuyện, hắn giống như nhìn đánh giá Trương Nguyên Thanh, như là muốn một lần nữa nhận thức vị cấp dưới này. Không, không phải tôi giết, nhưng để tôi làm màu một lát. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, Thanh đằng mở to đôi mắt long lanh, cậu đã trưởng thành đến mức này sao? Bạch Long trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Khương Tinh vệ chống hông, ngừng đầu cười to, không hổ là người em bảo kê, rất lợi hại đấy, nhưng anh giải quyết quá nhanh, không thể chờ em tới đây cùng nhau đánh hắn sao? Quan nhã cắm hai khẩu súng lục màu bạc về bao súng trên đùi, đi đến bên cạnh Trương Nguyên Thanh, nhíu mày đánh giá, nói cậu trúng độc cảm giác thế nào thân thể có chỗ nào không khỏe trương nguyên thanh thấp giọng cười nói đau lòng đổi thành cô gái bình thường hắn là không dám nói loại lời ái muội này quan nhã lường nguyết hắn một cái cười mỉm nói chị nghe nói độc của vu cổ sư sẽ công kích hệ thống sinh sản tạo thành mạch máu héo rút cái gì đó cậu tuổi còn trẻ vốn đã không có sở trường gì lại ngắn đi mấy cm chật chật chó cũng chê trương nguyên thanh vơ vét trong bụng một phen không nghĩ ra chiêu trò gì tốt hơn nữa, chỉ có thể tạm thời khuất phục, chờ ngày mai văn vẻ chảy ra, lại trả thù. Thập trưởng đằng viễn tới gần, kiểm tra một lần thi thể của Hắc Vô Thường, nói. Sao hắn lại ở chỗ này? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tôi cũng là bắt gặp. Đây là nói thật, thập trưởng đằng viễn lại hỏi, sao cậu có thể gặp được hắn? Cái này tôi còn chưa nghĩ ra lý do. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi cho rằng, giờ phút này nên liên lạc bách phu trưởng trước. Hắc vô thường xuất hiện ở chỗ này, nhất định có trá. Đằng viễn gật đầu, có lý, lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi vào số phó Thanh Dương. Tiểu học Tùng Hải Ba, các đại lão đang chơi đại loạn đấu, bỗng nhiên thấy hắc vô thường thét lớn một tiếng, tiếp đó ngã thẳng xuống đất, linh hồn trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết rồi, biến cố này khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, dừng tranh đấu, quan sát phân thân của hắc vô thường. Hắc vô thường vì giữ lại lực lượng, đã sớm cắt đứt liên hệ với phân thân, hay là đã chuyển rời đến địa điểm an toàn đại hộ pháp áo bảo đen nhíu nhíu mày hắc vô thường vừa đi hắn cũng không có tâm tư tiếp tục dây dưa hỏa sư ở dưới tay phó thanh dương đau khổ chống đỡ hỏa sư được xương tiểu vô địch cảnh giới thánh giả căn bản không phải đối thủ của vị thiếu chủ phó gia này mà mình ở trong cổ vương cùng chỉ sát cung chủ cùng với cầu trưởng lão vây công bị thua chỉ là vấn đề thời gian dù sao mục đích kéo dài thời gian đã đạt tới tuy chưa giao dịch thành công nhưng cũng không có tổn thất lúc này hắc vô thường mở ra ô vật phẩm từ trong hư không lấy ra một món đạo cụ, nó là một thanh trường kiếm do than đen mài, đen bóng phát sáng. Kiếm này âm khí lượn lờ, chỉ nhìn thẳng, đã thấy thân thể phát lạnh, linh hồn giống như muốn rời khỏi cơ thể. Xin thủ lĩnh giúp đỡ, đại hộ pháp hai tay cầm chuôi kiếm, chống ở trước người. Nháy mắt, trên không trung trường học mây đen bao phủ, cuồn cuộn vần vũ, ngưng tụ ra đường nét vô số ác quỷ, oán linh. Rừng rậm tươi tốt um tìm ở lúc này nhanh chóng héo rũ, hư ảnh các động vật kia phủ phục trên mặt đất, run rẩy. Mây đen quay cuồng cuối cùng ngưng tụ ra một khuôn mặt người khổng lồ bộ mặt mơ hồ, sau đó, một bàn tay khổng lồ từ trong tầng mây vươn ra, đè lên màn ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hoa cỏ cây cối, hư ảnh động vật, đều tán loạn thành ánh sáng màu lanh lục thuần túy. Đi, bóng dáng đại hộ pháp biến mất, tiếp theo xuất hiện ở bên cạnh hỏa sư vết thương chẳng chịt, mang theo hắn cùng nhau dạ du rời đi. Chỉ sát cung chủ giận dữ kêu lên một tiếng, sợi tơ đỏ phía sau nổ tung, mở rộng không có mục đích, quét ngang, nhưng chưa thể câu ra bóng dáng hai người. Cổ vương hừ lạnh một tiếng, vật chất máu thịt dung nhập mặt đất, nhanh chóng rời khỏi. Trưởng lão Bách Hoa hội chưa ngăn trở, yên lặng ngồi xổm ở mái tòa nhà dạy học, nhìn ra phương xa. Sau khi phát tiết xong, sợi tơ đỏ phía sau chỉ sát cung chủ vỗ mạnh lên mặt đất, cô mượn thế phóng lên cao, làn váy cùng tóc đen bay lên, như hằng nga lên cung trăng đạp gió mà đi. Phó Thanh Dương thu hồi lá cờ cắm ở sau lưng, đảo qua trường học tràn đầy trước mắt, nhíu mày nói. Trưởng lão, chúng ta thất bại rồi. Bách hoa hội trưởng lão ừm một tiếng, giao dịch của hắc vô thường cùng hoa hồng đêm tối đã không thể ngăn cản, tôi sẽ báo cáo cho tổng bộ, trách nhiệm việc này do tôi gánh vác. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phun ra một hơi, giảm bớt cơn tức nghẹn trong lòng. Hơn nửa tháng lùng bắt, vẫn là giỏ chúc múc nước công dã tràng. Về phần vào trưởng lão hội, cũng chỉ có thể từ bỏ, tương lai lại kiếm công huân chương 290, audio đêm khuya 1, hắn thu hồi kiếm bát phương, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, điều chỉnh chế độ máy bay thành chế độ bình thường, đang muốn thông báo cấp dưới rút lui. Kết quả điện thoại di động vang trước một bước, người gọi tới là đằng viễn, phó thanh dương mặt không biểu cảm tiếp nhận, thản nhiên nói, hành động truy bắt thất bại, mấy người rút đi. Bên kia điện thoại im lặng một chút, tiếp theo, thanh âm uể oải của đằng viễn đáp lại. Có lẽ, chưa thất bại, bách phu trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ở phụ cận đánh chết hắc vô thường. Nghe loa truyền đến thanh âm, khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương ngẩn ra, hoài nghi mình nghe lầm, hoặc chính là đằng viễn to gan lớn mật nói giỡn với cấp trên. Im lặng vài giây, trong giọng nói của hắn xen lẫn sự chờ mong, trầm giọng nói. Nguyên Thủy đã giết hắc vô thường, giờ khắc này, Phó Thanh Dương vẻ mặt nghiêm túc, sức chú ý tập trung toàn bộ ở thính lực, tập trung ở trên điện thoại di động nho nhỏ. Mái tòa nhà dạy học, teddy lông quan thính lực mạnh mẽ cũng nghe được thanh âm trong điện thoại di động truyền đến hai móng của nó bám vào mép sân thượng đầu cúi xuống đôi mắt như cúc áo thâm thúy không chớp mắt nhìn chằm chằm đúng vậy hơn nữa còn là một mình chém giết lúc chúng tôi chạy qua hắc vô thường đã chết thanh âm của đằng viễn thập trưởng vẫn uể oải như cũ nhưng nghe vào trong tai phó thanh dương cùng cầu trưởng lão tựa như thiên âm cầu trưởng lão cúi đầu thấp hơn nữa lập tức nói hỏi hắn có đạt được chén thánh đọa lạc hay không Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, nói cậu ta có đạt được chén thánh Đọa Lạc hay không. Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy trong loa, Nguyên Thủy cách không xa nói, Hắc Vô Thường thấy đại thế đã mất, cúi đầu bái lạy, cũng dâng chén thánh Đọa Lạc, chỉ cầu tôi tha cho hắn một mạng, nhưng tôi tức giận, không tha thứ hắn. Phó Thanh Dương tự động bỏ qua lời nói tiếp theo, khuôn mặt lạnh lùng, hiếm thấy lộ ra nét vui mừng. Nhưng ở trong điện thoại giọng điệu hắn vẫn duy trì sự lạnh nhạt của lãnh đạo, biết rồi, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lập tức tới. Đằng viễn, chúng tôi đã chạy tới trường học bên này, trong 3 phút quay về. Phó Thanh Dương chỉ có thể kiềm nén tâm tình có chút kích động, thản nhiên nói, được. Cúp điện thoại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên chân, cầu trưởng lão không biết khi nào từ mái nhà nháy mắt đến gần. Ngài còn chưa đi, Phó Thanh Dương ngẩn ra, trừ các chấp sự dưới trướng, cầu trưởng lão cơ bản không gặp hành giả chính phủ, nhưng nhìn tư thế này rõ ràng là muốn theo mọi người cậu trưởng lão cười ha ha nói chưa thấy chén thánh đọa lạc làm sao an tâm trở về với lại cũng muốn gặp tân tú của ngũ hành minh chúng ta mà ai tôn trưởng lão hồ đồ nha chờ hắn từ trong linh cảnh đi ra tôi phải cảm tạ hắn một phen cẩn thận thanh dương nguyên thủy thiên tôn là lý đông trạch dưới trướng cậu mời chào hắn lập công càng nhiều càng lớn đối với cậu càng có lợi tổng bộ khi đánh giá công huân của một người công tích của người dưới trướng hắn cũng tính ở trong đó. Phó Thanh Dương ừm một tiếng, tôi tính mời chào cậu ta vào, bạch hổ vệ trọng điểm bồi dưỡng. Cậu trưởng lão trầm ngâm một phen, nói có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu ta có thể qua được tổng kiểm tra sức khỏe. Đang nói, một đám người lao tới như bay, bảo vệ một người trẻ tuổi ở chính giữa. Cậu trưởng lão lúc này không nói chuyện nữa, đợi đằng viễn dẫn người tiến vào vườn trường, Phó Thanh Dương nhìn Trương Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt trong đám người, khẽ gật đầu, nói thương thế ra sao rồi? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, chúng độc rồi, lúc này giải được 7-8 phần rồi. Phó Thanh Dương lúc này mới yên tâm, lại nói, đợi lát nữa vẫn là để đội trưởng Thanh đằng bắt mạch một chút, Thanh trừ độc tố sót lại một lần cho cậu. Nói xong, hắn nhìn về phía đằng viễn, người đàn ông trung niên đẩy mắt kính, nói thi thể hắc vô thường, tôi bảo người ta vận chuyển, lát nữa đưa tới. Mặt khác, khi Nguyên Thủy cùng hắc vô thường chiến đấu, một ông cụ bất hạnh chúng cổ độc, tôi đã chuyển giao cho văn phòng cảnh sát phụ cận. Phó Thanh Dương nghe xong báo cáo, quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, còn muốn hỏi chuyện chén thánh. Đột nhiên thấy tiểu tử này lon ton đi về phía cầu trưởng lão, ngồi xổm xuống liền xoa đầu chó một phen, khen nói. Bách phu trưởng, đây là chó của anh sao? Đánh nhau còn dẫn theo chó. Tôi biết người bách hoa hội có thể thao túng động vật chiến đấu, anh có phải dùng đạo cụ gì hay không? Con chó này còn rất nhân tính hóa nha, nó tựa như không hài lòng tôi xoa đầu nó, thế mà lườm xéo tôi. Đám người thanh đằng Bạch Long chưa cảm giác có cái gì không đúng, nhưng quan nhã biết được nội tình trợn mắt cứng lưỡi, lại vẻ mặt tuyệt vọng nhìn một màn này. Phó Thanh Dương liếc một lần cầu trưởng lão đầu bị trà sát đi trà sát lại, lại nhìn Trương Nguyên Thanh bừng bừng hứng thú, thản nhiên nói. Cậu rất thích vuốt ve sủng vật, chương 291, audio đêm khuya 2. Không thích, nhưng tên này nhìn rất cứng đầu, liền nhịn không được muốn vuốt ve nó hẳn là không phải tết đi bình thường nhỉ có năng lực gì sao nó có năng lực miễn trừ chức vụ của cậu khai trừ cậu ra khỏi ngũ hành minh lại phát một phần lệnh truy sát giang hồ hả trương nguyên thanh dừng tay nghe ra không thích hợp vị này là một trong năm vị trưởng lão của phân bộ tùng hải cấp trên trực tiếp của tôi ồ cậu quỳ làm gì tôi không phải là chân mềm nhũn sao bách phu trưởng nói gì vậy cung nghênh trưởng lão vĩ đại chẳng lẽ không phải điều chúng ta đám cấp dưới này nên làm sao Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lạy, trưởng lão thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ. Teddy lông quan lườm xéo hắn một cái, miệng nói tiếng người, thanh âm tang thương, gần 20 năm không ai dám xoa đầu tôi rồi, cậu cái thằng nhóc này rất thú vị, lấy ra chén thánh đi. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra chén thánh đọa lạc. Hắn cũng không tính độc chiếm đạo cụ loại quy tắc này, một mặt là điều kiện không cho phép, bên đường có camera giám sát, cùng với hướng thập trưởng đằng viễn xin giúp đỡ, đều quyết định hắn không có khả năng giấu giếm việc này. Còn nữa, mục tiêu của hắn là danh sách mà không phải chén thánh. Một mặt khác, chén thánh đã hư hao, chứa trị đạo của loại quy tắc cấp bậc cao là điều hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không có khả năng làm được. Đã như vậy, lấy chén thánh đổi công huân, đổi tiền, đổi đạo cụ thưởng, rõ ràng có lãi hơn. Ánh mắt mọi người nhất thời đặt ở trên cái chén thủy tinh tinh xảo đẹp đẽ răng kín vết nước này. Nhìn chén thủy tinh trống rỗng, cậu trưởng lão nheo lại đôi mắt cúp áo đen sau khi trầm ngâm vài giây nói làm rất khá nguyên thủy tôi gọi cậu nguyên thủy đi tên của cậu làm người ta khó có thể mở miệng ưm ừ, cậu đánh chết khắc vô thường đoạt được chén thánh coi như công đầu tổ chức sẽ thưởng cho cậu đa tạ trưởng lão trương nguyên thanh cúi đầu bái lạy phải có ngạo cốt của thiên tài cậu trưởng lão nhịn không được nói trưởng lão nói đúng trưởng lão thiên thu muôn đời trương nguyên thanh cúi đầu lạy cậu trưởng lão thò móng vuốt ra chén thánh đọa lạc tự bay đi, ánh sáng yếu ớt lóe lên, biến mất không thấy. Cậu trưởng lão nhìn Phó Thanh Dương một cái, nói cậu phụ trách xử lý việc tiếp theo. Dứt lời, một mảng hào quang bao lấy nó, tiếp đó tan đi. Phó Thanh Dương an bài nhiệm vụ đâu vào đấy, cái này bao gồm phong tỏa trường học, xử lý camera giám sát phụ cận vân vân. Cuối cùng, hắn nhìn Trương Nguyên Thanh, nói, Nguyên Thủy, cậu theo tôi đi một chuyến. Hai người một trước một sau, đi về chỗ sâu trong vườn trường. Người còn lại đều tự làm việc, chỉ có quan nhà anh mắt đuổi theo bọn họ. Hai giờ sáng, biệt thự vịnh phó ra trước máy tính màn hình phẳng rộng lớn, phó thanh dương ngồi thẳng người nhìn năm vị trưởng lão trên màn hình lục tục đăng nhập. Sau khi nhân viên đến đông đủ, cầu trưởng lão giọng điệu tang thương trầm ổn nói: Sự kiện chén thánh đã kết thúc, đã xác nhận hắc vô thường tử vong, nhưng việc này chưa kết thúc, tôi đã mang kẻ xa ngã danh sách ghi lại, tuyên bố cho phân bộ các nơi, dục bọn họ mở ra truy bắt. Mặt khác. Trong chiến đấu lần này, hai thành viên của ám dạ mân côi ra tay, một kẻ là nhật du thần cảnh giới chúa tể, một kẻ là hỏa sư cảnh giới thánh giả. Trưởng lão xích hỏa bang hừ lạnh một tiếng, giọng thô giáp nói. Tôi sẽ báo cáo cho minh chủ, mở ra điều tra đối với chấp sự cảnh giới thánh giả, nếu là xác nhận thành viên xích hỏa bang, tôi nhất định đánh nổ đầu chó của tên khốn ăn cây táo, rào cây sung này. Cầu trưởng lão không vui nói, chú ý tu từ của ông. Còn có, sự kiện chén thánh đọa lạc có huyền cơ khác, Thanh Dương, cậu tới nói. Phó Thanh Dương lời lẽ ngắn gọn báo cáo. Tình hình chiến đấu ở tiểu học Tùng Hải Ba, các vị trưởng lão đã biết, tôi không lắm lời nữa. Tôi giải thích một lần nguyên nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện hắc vô thường, cậu ta có một đạo cụ có thể tầm bảo. Ở trong lúc ngồi thủ cửa hàng tiện lợi, đạo cụ và chén thánh đọa lạc sinh ra cảm ứng, bởi vậy cậu ta theo đạo cụ chỉ dẫn, tìm được hắc vô thường. Ở trên một điểm này, tôi cho rằng không cần thiết hoài nghi, camera giám sát ven đường biểu hiện, Cậu ta quả thật là một đường mò mẫm qua, tôi cũng từng kiểm tra nói dối đối với cậu ta. Mặt khác, cậu ta ở lúc nhìn thấy hắc vô thường, lập tức lựa chọn cầu viện, cũng có thể chứng minh cậu ta không phải là biết trước hắc vô thường nấp ở nơi đó. Lúc này, thanh âm giàu sức hút của nữ giới trưởng thành, nhưng tỏ ra hơi âm trầm nói: "Đạo cụ tầm bảo, hắn sao có thể có đạo cụ nghề nghiệp hư không?" Phó Thanh Dương nói: "Tôi chỉ cần xác nhận cậu ta có nói dối không. Tôi cho rằng riêng tư của cấp dưới không nên bị xâm phạm. chương 292, audio đêm khuya 3. Tạm dừng vài giây, thấy trưởng lão thủy thần cung chưa phản bác, Phó Thanh Dương tiếp theo nói. Về phần hắc vô thường chết, cũng không có quan hệ trực tiếp với cậu ta, hắc vô thường là bị một người thần bí giết chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy che khăn van đỏ, chưa nhìn thấy bộ dáng người thần bí, camera giám sát có thể làm chứng cho cậu ta, nhưng camera giám sát chưa quay chụp được người thần bí, hình ảnh biểu hiện là hai người rằng qua một lát hắc vô thường liền khó hiểu mà chết trưởng lão trung đình ôn hòa nói camera giám sát không quay được là bình thường các vị các người đối với hắc vô thường cùng người thần bí nói chuyện với nhau có cảm tưởng gì giọng nói nữ tính âm trầm nhưng có sức hút kia nói hắn hiển nhiên quen biết hắc vô thường nhưng thời gian cùng địa điểm là có ý tứ gì năng lực nhìn trộm vận mệnh của thần dạ du tựa như lại không đúng trong phòng họp online lâm vào trầm mặc mười mấy giây sau cầu trưởng lão nói vấn đề này tạm thời gác lại tôi đã báo cáo cho tổng bộ xem các minh chủ nói như thế nào tôi trái lại càng cảm thấy hứng thú hơn đối với thân phận của người thần bí hắn lau đi linh thể của hắc vô thường hiển nhiên là không muốn tiết lộ thân phận nhưng cách làm ổn thỏa hơn là mang nguyên thủy thiên tôn cùng nhau diệt khẩu nhưng lại chưa làm trưởng lão xích hỏa bang gọn gàng dứt khoát nói ý của ông là tiểu tử kia quen biết người thần bí cầu trưởng lão cũng có thể là cố ý, là khinh thường giết. Thanh Dương, cậu và Nguyên Thủy Thiên Tôn qua lại chặt chẽ hơn, cậu ở ngày thường có phát hiện gì không? Các trưởng lão giữ im lặng, chờ đợi Phó Thanh Dương trả lời. Im lặng vài giây, Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh nói, chưa phát hiện cái gì khác thường. Năm vị trưởng lão lập tức lướt qua đề tài này, Phó Thanh Dương là thám báo, một thần giả du cấp 2, nếu thật có vấn đề, không có khả năng giấu được hắn. Hắn đã nói không có khác thường, vậy liền không có khác thường. Trưởng lão Bạch Hổ binh chúng trầm ngâm nói, hắn đã lấy đi vật ma quân lưu lại, lại khinh thường để ý đối với chén thánh đọa lạc, cấp bậc người này tuyệt không ở dưới chúng ta. Ma quân thật sự chết rồi sao? Cầu trưởng lão nói, thái nhất môn chủ đã chứng thực ma quân ngã xuống, sẽ không xảy ra sai lầm. a à, hắn nếu xảy ra sai lầm, trên đời liền không có chuyện nào đúng nữa. Trưởng lão Bạch Hổ binh chúng tiếp tục nói, vậy chuyện ma quân chết liền không cần nghi ngờ nữa. Tôi cũng không phải là nghi ngờ cái chết của ma quân, ý tứ của tôi là sự kiện chén thánh đã có huyền cơ khác như vậy ánh mắt chúng ta liền không thể chỉ nhìn thấy những thứ núi tiếp sau mà hắc vô thường cùng chén thánh tiềm tàng mà là cần nghĩ trận chiến đấu kia khiến phán quan mắt quỷ cùng ma quân song song ngã xuống phó thanh dương chen vào một câu tôi cũng rất tò mò ma quân vì sao phải giết phán quan mắt quỷ dựa theo các trưởng lão phỏng đoán ma quân cách đăng đỉnh chỉ có một bước là nguyên nhân gì ép hắn nhất định phải giết phán quan mắt quỷ trước trong phòng ngủ trương nguyên thanh mặc quần cộc đứng ở trước gương toàn thân bên cửa sổ, lau mái tóc ướt súng. Lúc này đã là 2 giờ sáng, sau khi về nhà hắn tắm rửa đi một thân mỏi mệt, tinh thần trở nên phấn chấn. Được lợi từ dược hiệu của đan hoàn bách hoa hội, độc tố sót lại trong cơ thể bị đẩy ra sớm, trước mắt trừ việc thân thể có chút suy yếu, thì không có bất cứ điều gì không khỏe. Bảo Châu kẻ trầm ổn vỡ, giày khiêu vũ màu đỏ cũng bị làm bẩn rồi, ai, sáng mai hỏi Phó Thanh Dương một lần có cách nào tiêu trừ dơ bẩn không? Phần thường tổ chức cho mình, Hẳn là có thể bù lại tổn thất phương diện thể xác và tinh thần cùng đạo cụ của mình. Vấn đề giày khiêu vũ màu đỏ, hắn trái lại không lo lắng, tịnh hóa dơ bẩn là trò hay thần dạ du sở trường, thông qua ngũ hành minh hướng thái nhất môn xin giúp đỡ là được. Ngược lại là người thần bí kia hôm nay, khiến hắn nhớ mãi không quên. Vị nhân vật thần bí kia xuất hiện, biểu thị sự kiện chén thánh đọa lạc tất nhiên có tin tức tầng sâu hơn. Vầng mặt trời nhỏ kia trong chén thánh, trực giác nói cho mình biết, là thứ khó lường. Bỏ đi lấy cấp bậc mình bây giờ, đạt được mới nguy hiểm, ai, vô duyên với mình. Lau khô tóc, Trương Nguyên Thanh lười biếng nằm ở trên giường, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. Vừa xoa cái đầu quả dưa của đứa nhỏ, vừa lấy ra bù nhìn. Đạo cụ này là chiến lợi phẩm của hắn, chưa theo chén thánh và danh sách cùng nhau giao nộp. Cầm bù nhìn, vài giây sau, trong tầm nhìn bật ra tin tức vật phẩm. Tên, bù nhìn nguyên rùa. Loại hình, đạo cụ đặc thù. Công năng, dơ bẩn, nguyên rùa. Giới thiệu, sinh trưởng ở cỏ dại trong vùng đất nguyền rủa, bệnh thành con rối, nó bao hàm ác ý đối với mọi thứ trên thế gian, nó sẽ ô nhiễm sự vật bên người, kéo bọn nó vào vực sâu xa ngã. Chương 293, đạo cụ sỏ lá 1. Ghi chú, nếu ngày nào đó người phát hiện heo nái biến thành mi thanh mục tú, vậy thì đúng rồi, chúc mừng ngươi trở thành một thành viên của kẻ sa ngã. Mẹ kiếp, mình đột nhiên biết xu hướng tính dục của Hắc Vô Thường vì sao càng ngày càng cổ quái rồi trương nguyên thanh nghiêm túc cân nhắc nên lưu lại đạo cụ này hay không hắn cảm thấy các chị em mặc đồ gen đen mới là tốt đẹp đáng giá theo đuổi heo nái mặc đồ gen đen không phải trương nguyên thanh vội vàng thua bù nhìn về ô vật phẩm giống như nó rất phỏng tay trương nguyên thanh đắp chăn nhắm lại mắt ngủ tỉnh ngủ rồi thì nộp lên thứ đồ vớ vẩn này đổi một món đạo cụ trả giá không khủng bố như vậy trương nguyên thanh đắp chăn nhắm mắt lại ngay lúc này loa vô mèo đặt ở trong ngăn kéo bàn phát ra tiếng dòng điện sẹt sẹt. Trương Nguyên Thanh lập tức hất tung chăn, ngồi vào trước bàn, mở ngăn kéo, lấy ra loa vua mèo, đặt lên bàn. Thời gian dài, Trương Nguyên Thanh dần dần mò ra quy luật của thứ đồ chơi này, nó ban ngày sẽ ca hát không có điểm báo trước, nhưng rất ít truyền phát nội dung về ma quân. Mà đêm hôm khuya khoát, phàm là vang lên sẹt sẹt, vậy nói rõ nó sắp chiếu lại đoạn audio nào đó trong quá khứ. Tiếng dòng điện duy trì một lát, trong loa truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ. Tiếng đàn ông thở bằng miệng, trong tiếng thở rốc xen lẫn xên rỉ đau đớn, chủ nhân thanh âm tựa như đang chịu đựng tra tấn thật lớn. Tình huống gì vậy, may mà bà ngoại đã ngủ, nếu để bà nghe được thanh âm này, bà ngoại liền càng thêm bất mãn đối với xã hội này. Trương Nguyên thanh yên lặng cầm cái loa, tiến vào dạ du. Qua hồi lâu, tiếng thở rốc nặng nề biến mất, tiếp theo vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm thấp. Chén thánh ăn mòn càng ngày càng mạnh, ta trở nên càng ngày càng không giống bản thân ta bắt đầu khát vọng giết chóc, khát vọng đùa bớn phụ nữ. Không, đây không phải ta thật sự, ta không tin chén thánh khống chế là không thể hóa giải, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp thoát khỏi khống chế. Phán quan mắt quỷ, ta muốn giết ngươi, có một ngày, ta nhất định phải giết ngươi. Đây là tiếng của ma quân, loa vua mèo phát ra tiếng dòng điện, tiếp đó trở về bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh ngồi sướng sờ ở trước bàn, trong đầu lại có cái gì sôi trào, ngàn đầu vạn mối, nổi sóng mãnh liệt, dối như tơ vò, qua không biết bao lâu, hắn rốt cuộc từ trong cảm xúc hỗn loạn dẫy thoát, đè mi tâm thở dài, thật là, thì ra ngay cả ngươi cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Sau khi vượt qua kinh ngạc lúc ban đầu, các manh mối, chi tiết kia trong quá khứ, ở trong đầu Trương Nguyên Thanh thu lại, dần dần ghép thành chân tướng sự tình. Ma quân là nô bộc của phán quan mắt quỷ, hơn nữa là ở lúc ma quân còn rất nhỏ yếu, đã bị phán quan mắt quỷ khống chế. Đoạn audio nào đó trong quá khứ có thể làm chứng, Ma quân mỗi tháng đều có nhiệm vụ săn giết hành giả hợp pháp. Nhiệm vụ là ai ban bố? Trước đó Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra, nhưng nếu Ma Quân là nô bộc của Phán Quan Mắt Quỷ, vậy logic liền thông. Phán Quan Mắt Quỷ là đại lão trong trận doanh nghề nghiệp tà ác, trời sinh đối lập với trận doanh hợp pháp. An bài nô bộc dưới trướng chèn ép hành giả hợp pháp phân hội khu Đông Linh Năng Hội trong khu trực thuộc, hợp tình hợp lý. Viên Đình của Thái Nhất môn từng nói, Ma Quân hỉ nộ vô thường, tính tình kiệt ngạo nghề nghiệp hợp pháp cùng nghề nghiệp tà ác cùng nhau giết đây là vì thần giả dạ du thuộc về nghề nghiệp hợp pháp hợp pháp giết hợp pháp nếu là gặp kẻ có giá trị thanh danh vậy ma quân sẽ bị khấu trừ giá trị đạo đức cho nên ma quân phải săn giết nghề nghiệp tà ác cam đoan mình sẽ không bị linh cảnh truy nã ma quân ở lúc rất nhỏ yếu bị phán quan mắt quỷ khống chế hắn dãy dụa muốn sống cố gắng tìm kiếm biện pháp giải trừ chén thánh khống chế thẳng đến lúc hắn sắp đăng đỉnh tối cao rốt cuộc thấy được hy vọng sau đó cùng anh binh cũng là nô bộc, cùng nhau săn giết phán quan mắt quỷ. Toàn bộ tin tức mình trước đó đạt được, đều có thể nghiệm chứng suy luận này, động cơ và logic đều ăn khớp. Trương Nguyên Thanh tiếp tục cân nhắc, nay làm rõ động cơ ma quân săn giết phán quan mắt quỷ, lại kết hợp người thần bí, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, một phỏng đoán làm người ta không rét mà run hiện lên trong đầu, ma quân là nô bộc của phán quan mắt quỷ, như vậy, tư liệu thân phận của hắn tất nhiên bị ghi lại trên danh sách. Nếu, nếu người thần bí kia là người của Ma Quân, mục đích hắn xé một tờ danh sách, không phải vì che giấu tin tức thân phận anh binh, mà là vừa vặn anh binh và hắn ghi lại ở trên cùng một trang giấy. Không đúng nha, Ma Quân nếu chưa chết, anh binh làm sao đạt được thẻ nhân vật của hắn? Nói đi cũng phải nói lại, Lý Đông Trạch từng nói, thẻ nhân vật là linh cảnh phát, nhưng thẻ nhân vật của mình là anh binh cho. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh bỗng ra đầu phát tê. Chương 294, Đạo Cụ Sỏ Lá 2 nếu thật là ma quân vậy nguyên nhân hắn chưa giết mình liền nghĩ kỹ mà sợ không được mình phải xác nhận hắn rốt cuộc đã chết hay chưa trương nguyên thanh lau mặt ổn định tâm thần từ trong ngăn kéo lấy ra bút ký viết xuống linh cảnh hành giả giải trừ thẻ nhân vật như thế nào làm sao đạt được thẻ nhân vật của người khác làm rõ hai vấn đề này mình đại khái có thể phỏng đoán ra rất nhiều thứ nhưng tuyệt đối không thể hỏi chính phủ đặc biệt phó thanh dương hắn biết quá nhiều Trương Nguyên Thanh xoay bút bi trong đầu tập trung một đối tượng. Vô Ngân Đại sư, Vô Ngân Đại sư là nghề nghiệp tà ác, là đội hình hoàn toàn tách riêng với nghề nghiệp hợp pháp. Mà bởi vì đối phương thuộc về trận doanh hỗn loạn thiện lương, sẽ không sinh ra ác ý cùng uy hiếp đối với mình. Hơn nữa Vô Ngân Đại sư cấp bậc đủ cao, hỏi hắn tốt hơn hỏi chỉ sát cung chủ. Cung chủ tuy là trận doanh hợp pháp, nhưng không chịu nổi cô ta chập mạch nha. Có việc hay không có việc đều có thể đi chỗ Vô Ngân Đại sư lộ mặt chút, ôm một cái đùi bám dính xin nhập mộng ngọc phù, trừ phi hắn tỏ vẻ rõ ràng bảo ta không cần đi nữa. Trương Nguyên Thanh đối với năng lực xã giao cùng ra mặt dày của mình vẫn là rất có lòng tin. Sau khi hạ quyết tâm, hắn thu lại loa vua mèo, đắp chăn, ngủ thật say. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ở dưới tiếng ngàn hô vạn gọi của bà ngoại tỉnh lại, nằm hình chữ đại ở trên giường, duỗi cái lưng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Tới phòng khách, anh họ Trần Nguyên Quân vừa lúc ăn xong bữa sáng, rút ra khăn tay lau miệng, gật đầu với em họ, nói tiếp, "Bà nội, cháu đi làm đây." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, "Anh, hôm nay chủ nhật." Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ nói, "Tiểu học ba bên kia xảy ra chút tình huống, bọn anh cần phụ trách phong tỏa hiện trường, duy trì trật tự." Tiểu khu phụ cận còn có ông lão chết, nghe đồng nghiệp nói là ngã lầu ngoài ý muốn, nhưng hàng xóm cách vách nói đêm đó có người ở dưới lầu đánh nhau. Người nhà của người chết cho rằng ông ấy là bị hại chết, sáng sớm đã ở trong văn phòng cảnh sát náo loạn hôm nay quá nhiều việc ông ta quả thật bị người ta hại chết giống một tiếng liền mắng hắc vô thường ngẩn ra mình cứu cũng không kịp cứu trương nguyên thanh yên lặng thở dài mấy ông bà già tùng hải tính tình trước giờ nóng chọc bọn họ mất hứng thiên vương lão tử cũng dám chỉ vào cái mũi mắng đáng tiếc vận may không tốt gặp phải hắc vô thường loại cứng cựa này đợi trần nguyên quân ra ngoài đi làm trương nguyên thanh cầm lấy bánh bao cắn một miếng vừa ăn vừa hỏi bà ngoại gì trẻ đâu ở trong phòng ngủ Hôm nay chủ nhật, bà cũng lời để ý nó. Bà ngoại gắp cái bánh quẩy cho cháu ngoại, tiếp theo từ trong túi lấy ra 500 tiền giấy, nói phí sinh hoạt tuần sau. Cảm ơn bà ngoại, Trương Nguyên Thanh là đại lão giá trị con người nửa triệu, nhưng trong nhà cho phí sinh hoạt không tiện không lấy. Trung Quy không thể nói, cháu ngoại của ngài cả ngày liếm máu lưỡi đau, giết người cướp của, nay cũng là loại không thiếu tiền. Bà ngoại hào khí vỗ xuống 500 đại dương, liền ra ban công tưới hoa, lúc này dì trẻ mặc áo ngủ bông màu hồng nhạt ngực in Pikachu, sỏ dép lê, lẹt quẹt đi ra. Cô uể oải mắt lim dim, mái tóc lộn xộn rối tung, lộ ra một sự lười nhác. Nói tới, dì trẻ tuy là loại hình ngọt ngào nhu thuật, nhưng dáng người vẫn rất tuyệt, Pikachu cũng béo lên một vòng. Giang Ngọc Nhị ngồi xuống bên cạnh cháu trai, hô, mẹ, cháu của con đâu? Mày không thể tự đi nhà bếp múc à? Bà ngoại mắng, Giang Ngọc Nhị làm nũng nói, mẹ, mẹ không thương con nữa à? cô xám xịt vào nhà bếp trương nguyên thanh chờ dì trẻ bưng cháo hoa quay về liền hỏi tối hôm qua chúng ta cũng không chơi game mà dì ngủ muộn như vậy dì cả tới tới tháng rồi dì cả nhà dì một tháng tới hai lần à lắm miệng dì trẻ giơ tay chặt tay một phát hung mãnh chém lên cái đầu quả dưa của cháu trai khi nào đến lượt mày một tiểu bối ở trước mặt dì nói này nói nọ dì trẻ vừa phát huy xong đã bị cháu ngoại bẻ ngược tay sau lưng ấn vào trên bàn cơm trương nguyên thanh liếc qua cái mông uốn éo của dì trẻ trong đầu không chịu khống chế hiện lên một ý niệm mông đẹp như vậy không mọc cái đuôi heo thì đáng tiếc trong lòng hắn nói tục sau đó buông ra dì trẻ ngồi nghiêm chỉnh giang ngọc nhị vừa muốn gọi mẹ ra để bà xem xem cháu trai của bà bắt nạt mình như thế nào liền ngẩn ra một phen sao mày sợ rồi trương nguyên thanh cười lạnh một tiếng cô gái người đã không thể hấp dẫn ta nữa tiếp theo hắn ở trong lòng dưng dưng bổ sung một câu heo nái đã dần dần đi vào tầm nhìn của ta. Đợi lát nữa đi dạo phố chút nha. Giang Ngọc Nhị nói, chương 295, đạo cụ sỏ lá ba. Không, cháu buổi sáng có việc, buổi chiều xem thời gian. Trong căn phòng tối tăm, đèn bàn màu vỏ quất phát ra ánh sáng mỏng manh. Trước cái bàn gỗ thịt màu nâu, tráng hán khôi ngô ba một tiếng, nhổ nút gỗ của ống nghiệm thủy tinh, uống một hơi cạn sạch chất lỏng màu vàng nhạt. Hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vết kiếm, vết cào trải rộng toàn thân nhanh chóng khép lại, không để lại vết sẹo. Sau đó, vị hỏa sư này nhìn về phía đại hộ pháp áo bảo đen đứng ở bên cửa sổ ngắm mưa, trầm giọng nói: tôi vừa lấy được tin tức, hắc vô thường bị giết, chén thánh đã rơi vào trong tay phân bộ tùng hải. đại hộ pháp, chúng ta không có cơ hội nữa. đại hộ pháp bên cửa sổ lẳng lặng ngắm mưa, trầm mặc hồi lâu, giọng khàn khàn: ai giết hắc vô thường? hỏa sư hừ lạnh nói: nguyên thủy thiên tôn, trong cơ sở dữ liệu chính phủ biểu hiện hắn vừa đạt được công huân cấp A, A, công huân cấp A, tôi nhớ rõ muốn trở thành trưởng lão, trừ đủ cấp bậc, còn cần ít nhất một cái cấp A. Hắc vô thường nếu không phải hắn giết, hắn dựa vào cái gì được cấp A. Đại hộ Pháp nói, nghĩ cách giết hắn, mặt khác, phát ra tin tức, Hắc vô thường bị đánh chết, danh sách rơi vào trong tay ngũ hành minh, kích thích một phen kẻ xa ngã trên danh sách. 9 rưỡi sáng, Trương Nguyên Thành đeo ba lô hai vai, trên mặt tràn đầy nụ cười đi vào đại sảnh khách sạn vô ngân, đến thẳng trước quầy. Dì tiểu viên, cháu lại tới. Trương Nguyên Thanh đến trước quầy. Dì xinh đẹp mặc âu phục màu đỏ rượu, phối hợp áo sơ mi màu trắng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, lần này lại là chuyện gì? Cháu tới đây là cảm tạ dì tiểu viên lần trước trợ giúp, hắc vô thường đã bị hạ, sự kiện chén thánh giải quyết rồi. Trương Nguyên Thanh nói xong, mở ra khóa kéo ba lô hai vai, lấy ra một sấp tiền giấy, bày ở trước quầy, đây là một trăm ngàn, năm mươi ngàn dư ra là tâm ý cá nhân cháu. Hắc vô thường đã chết dì tiểu viên khẽ nhíu đuôi lông mày trong ánh mắt lạnh nhạt hiện lên kinh ngạc tiếp theo là kiêng kỵ năng lực ngũ hành minh vượt qua đoán trước của cô thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy đã bắt được hắc vô thường cùng đánh chết cô nhíu lại đôi lông mày tinh xảo nói tôi nhớ rõ phụ trách việc này là chấp sự khu khang dương bạch hổ binh chúng phó thanh dương trương nguyên thanh là hắn nhưng trong sự kiện này cháu mới là công đầu tiểu viên trực tiếp mặc kệ hắn nói trong lòng càng thêm kiêng kỵ đối với phó thanh dương sau đó, cô chuyển rời sức chú ý đến một sấp tiền mặt thật dày, lặng lẽ một phen, thu lấy 100 ngàn. Giống bọn họ quần thể sinh tồn trong kẽ hở như vậy, có giá trị đạo đức hạn chế, có hành giả chính phủ lùng bắt, nguồn thu NSP cực kỳ có hạn, sinh hoạt không thể nói là túng quẫn, nhưng tuyệt đối không nói là giàu có, mà nếu thiếu tài chính, sẽ tạo thành bất tiện rất lớn. Duy trì con đường, tìm hiểu tin tức, giao dịch vân vân đều cần tiền. Linh cảnh hành giả cũng cần sinh hoạt, thấy gì tiểu viên nhận lấy tiền, Trương Nguyên Thanh lập tức nói, thật ra còn có một thỉnh cầu quá đáng. Trong lòng dì tiểu viên trầm xuống, cháu muốn gặp vô ngân đại sư một chút, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thành khẩn, tiểu viên cúi đầu liếc tiền trong tay một cái, khóe mắt co lại, mặt lạnh nói, chờ. Tôi chỉ có thể thay cậu đi hỏi, gặp hay không gặp, là việc của vô ngân đại sư. Dứt lời, xải đôi chân đi giày cao gót, đi về phía thang máy. Vài phút sau, thang máy đi xuống, dì tiểu viên quay về, gật đầu nói, đi thôi. Trương Nguyên Thanh vào thang máy tới tầng 4, dừng ở trước gian phòng thứ hai bên trái, cũng chính là phòng số 404. Hắn cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn, cảnh vật trước mắt vặn vẹo như sóng nước, cửa phòng biến mất, hành lang khách sạn biến thành đại điện rộng rãi phong cách cổ xưa, thảm đỏ dưới chân biến thành gạch loang lổ, dưới khung trang trí vẽ thần Phật đầy trời, một vị đại Phật màu vàng, tay cầm hoa mí mắt sụp xuống, thần thái giống như tử bi giống như uy nghiêm giống như lạnh lùng, trương nguyên thanh chắp tay hành lễ với bóng lưng trên bồ đoàn vô ngân đại sư chuyện gì thanh âm mờ mịt trầm thấp nhẫn nại đau đớn quanh quẩn vãn bối có hai nghi hoặc muốn thỉnh giáo đại sư trương nguyên thanh nói linh cảnh hành giả làm sao có thể giải trừ thẻ nhân vật trói buộc mà không chết tôi làm sao có thể đạt được thẻ nhân vật của người khác vô ngân đại sư trầm ngâm hai ba giây chậm rãi nói bất cứ linh cảnh hành giả nào chỉ có chết mới có thể giải trừ thẻ nhân vật trói buộc cho dù là năm vị minh chủ ngũ hành minh, lãnh tụ cao nhất tổ chức tà ác, đều không ngoại lệ. Về phần như thế nào đạt được thẻ nhân vật của người ngoài, tôi chưa từng nghe nói loại thủ đoạn này, nhưng lấy kiến thức ít ỏi của tôi đến xem, phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là đang ở trong linh cảnh. Ngay cả năm vị minh chủ cũng không thể giải trừ thẻ nhân vật. Lấy cấp bậc cùng thân phận của vô ngân đại sư, hắn dám nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. chương 296, Đạo Cụ Sỏ Lá 4 cho nên ma quân là thật sự chết rồi. Chỉ có ở trong linh cảnh mới có thể đạt được thẻ nhân vật của người khác, cái này mình trái lại có thể hiểu được, bởi vì hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ thu về thẻ nhân vật, muốn lấy ra, khẳng định phải ở trong linh cảnh. Vô ngân đại sư cũng không rõ thủ đoạn như vậy, anh binh lại làm được. Trương Nguyên Thanh suy tư một lát, lại hỏi, thần giả du đẳng cấp cao linh hồn bất hủ, tồn tại khả năng giả chết hay không? Giả chết thì không có khả năng giải trừ thẻ nhân vật, thẻ nhân vật giải trừ, thì nhất định đã chết. Vô Ngân Đại Sư nói, nghe được lời này, suy đoán trong lòng Trương Nguyên Thanh đã dao động. Thái nhất môn chủ nói ma quân đã chết, Vô Ngân Đại Sư cũng nói thẻ nhân vật giải trừ, liền ý nghĩa chết, chẳng lẽ suy luận của mình, so với kiến thức của hai vị đại lão càng tin cậy hơn. Hiển nhiên không có khả năng, nhưng nếu người thần bí không phải ma quân, rốt cuộc là ai? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi, nói, đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc. Vô ngân đại sư thản nhiên nói, người ta trận doanh khác nhau, người lại là thành viên của tổ chức chính phủ, về sau vẫn là đừng qua lại nữa, tổng kiểm tra sức khỏe của ngũ hành minh không phải không có tác dụng, chớ tự lầm lỡ. Quả nhiên, cái đùi to không phải dễ ôm như vậy. Trương Nguyên Thanh cười khổ nói, tôi hiểu rồi. Dứt lời, cảnh vật trong điện từng chút một thể hiện ra hiệu quả đặc biệt hư ảo, cuối cùng biến mất. Hắn một lần nữa về tới trước cửa phòng số 404. Ai, nhập mộng ngọc phù của bé trà xanh chưa dùng, cô ấy cũng không tính là thành viên chính phủ tương lai có lúc có thể để cô ấy dò đường nếu cô ấy từ chối lý do mình cũng nghĩ sẵn rồi chẳng lẽ em không thương ca ca sao đi thang máy trở lại đại sảnh trương nguyên thanh cáo từ rời khỏi dì tiểu viên bỗng nhiên gọi lại nói cậu gần đây có phải gặp chuyện gì hay không trương nguyên thanh ngẩn ra trong lòng nổi lên ý mừng mặt ngoài không biểu lộ gì cả nói như thế nào hắn nghĩ chẳng lẽ gì tiểu viên có thể nhìn ra cái gì tiểu viên trầm ngâm một phen nói, lúc cậu lần đầu tiên nhìn thấy tôi, nhìn ngực tôi ba lần, mặt hai lần, chân năm lần, khi lần thứ hai gặp tôi, nhìn mặt một lần, ngực bốn lần, chân sáu lần. Trương Nguyên Thanh sợ hãi biến sắc ngắt lời, gì, cháu không có, gì đừng oan uổng cháu. Nghề nghiệp tà ác các người chỉ thích ngậm máu phun người. Dì tiểu viên thản nhiên nói, nhưng lần này tới đây, cậu chỉ nhìn mặt của tôi một lần. Linh thể của cậu bị ô nhiễm rồi, tuy không sâu, bộ phận chịu ô nhiễm cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với tính cách cậu, nhưng nó đối ứng là dục vọng. Trương Nguyên Thanh nuốt nước bọt, thử nói, ngài là. Di tiểu viên thản nhiên nói, phu cổ sư cấp 5. Trương Nguyên Thanh thay đổi thái độ, như là người bệnh cũ quấn thân tìm được lương y, tốc độ nói cực nhanh nói, là như vậy di tiểu viên, cháu gần đây đạt được một món đạo cụ nghề nghiệp phu cổ sư, trả giá của nó là, sẽ dần dần thay đổi xu hướng tính dục, không đúng, là xu hướng giống loài. Thực không dám giấu, cháu hôm nay nhìn gì trẻ cũng cảm thấy cô ấy không phải con heo thật sự là đáng tiếc. Nhưng cháu cũng chưa sử dụng nó, cháu chỉ đặt nó ở trong ô vật phẩm. Trong ánh mắt gì tiểu viên lộ ra thương hại, có một số đạo cụ trả giá, là thông thả ảnh hưởng, nhưng sẽ không dừng lại. Nhưng lúc cậu thu vào ô vật phẩm, nó đã nhận cậu làm chủ, ảnh hưởng cũng liền sinh ra. Có một số đạo cụ trả giá, là có thể thấy được, trực quan, sau khi sử dụng chi trả, trước khi sử dụng không cần cân nhắc. Sa ngã của nghề nghiệp phu cổ sư thuộc về cái trước trương nguyên thanh nghe mà kinh hồn táng đảm lập tức nói gì cháu tính bán rẻ cho ngài dì tiểu viên cười nhạo nói tôi cần nó làm gì dần dần sinh ra tính thú đối với heo được sao tự cậu giữ đi vẻ mặt trương nguyên thanh tuyệt vọng thứ đồ vật sỏ lá so với lư hương cóc trời độc chết cả bộ tộc còn sỏ lá hơn trương nguyên thanh đi ra khỏi khách sạn cảm giác rất đau đầu đối với như xử lý bù nhìn ra sao đạo cụ này không thể nghi ngờ rất mạnh ngay cả giày khiêu vũ màu đỏ cũng có thể làm bẩn ăn mòn khi chiến đấu cùng cấp bậc tương đương với vũ khí cấp chiến lược nhưng trả giá thật sự khiến người ta không thể thừa nhận hắc vô thường là nghề nghiệp tà ác xấu triệt để không thèm quan tâm đối với thay đổi xu hướng giống loài mà nguyên nhân gì tiểu viên không cần đại khái là cô cũng không cảm thấy mình tà ác có một trái tim hướng thiện bởi vậy tình nguyện bỏ qua cơ hội lớn mạnh bản thân mình cũng có một trái tim hướng thiện mà Trương Nguyên Thanh giật mình, mình có thể nộp nó lên cho tổ chức, đổi lấy đạo cụ. chương 297, lựa chọn đạo cụ 1. Đang nghĩ, điện thoại di động vang lên, Phó Thanh Dương gọi tới. Alo, Bách Phu Trưởng, Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi. Cậu tới chỗ tôi một chuyến, phần thưởng của phân bộ đối với cậu đã xác định, trừ công huân cùng tiền thưởng, các trưởng lão quyết định thưởng cho cậu hai đạo cụ, từ trong 10 món đạo cụ chọn lựa hai món. Giọng Phó Thanh Dương lạnh nhạt như cũ, nhưng nghe vào trong tai Trương Nguyên Thanh, quả thực là tống tài đồng tử. Vâng Bách Phu trưởng, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. 10 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh đi taxi đến Vịnh Phó Gia, trước sau dùng thẻ trắng thẻ đen quét mở cửa, tiến vào biệt thự, ở trong các em gái tai thỏ không người tiếp đón, đứng ở trước cửa chính mở hai cánh màu nâu. Phó Thanh Dương thật hưởng thụ nha, nhiều em gái tai thỏ như vậy chiếu cố hắn ăn uống ngủ nghỉ, chờ mình trở thành bậc đại năng trong linh cảnh hành giả, mình cũng phải thuê một đám em gái tai thỏ, phụ trách bưng trà rót nước giặt quần áo đấm lưng cho mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, gõ cửa phòng sách. Khoảnh khắc ngón tay gõ vang cửa gỗ, hắn cảm thấy cách nghĩ của mình tựa như nơi nào xảy ra vấn đề, nhất thời lại không thể nói rõ. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang hai lần, sau đó, hắn đẩy mở ra hai cánh cửa gỗ màu nâu. Sở dĩ không đợi đối phương đáp lại, là vì phòng sách của phó công tử quá lớn, hiệu quả cách âm lại tốt, bên trong nói chuyện bên ngoài không nghe thấy. Phó Thanh Dương cho dù gọi vỡ hỏng, cũng không có ai sẽ đến gặp hắn. Trong phòng sách, phó thanh dương ngồi ngay ngắn ở sau bàn mười ngón tay giao nhau đặt ở mặt bàn trên sofa bằng gỗ tiếp khách linh quân ngồi khoanh chân đang chuyên tâm pha trà trương nguyên thanh đi qua thảm đỏ thật dài dừng ở trước bàn sách thân thể không đáng ngại chứ phó thanh dương gật đầu quan tâm ân cần thăm hỏi cấp dưới linh quân cách đó không xa cười tít mắt nói thần dạ du là con rán đánh không chết có thể có vấn đề gì nguyên thủy à lại đây uống trà trương nguyên thanh liếc hắn một cái nói bách phu trường Người này sao vẫn ở dí nơi này? Linh Quân đến Tùng Hải là giúp đỡ Phó Thanh Dương lùng bắt hắc vô thường, kết quả là tên ăn bám, không có thành tích gì cả. Mỗi ngày uống trà, mò cá, ra ngoài tâm tình lý tưởng cuộc đời với các chị em chất lượng tốt ở Tùng Hải. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, quả thật nên đuổi đi, nơi này của tôi không nuôi phế vật. Linh Quân xì một tiếng, Thanh Dương à, cậu đây là có niềm vui mới liền quên tình yêu cũ, tình cảm nhiều năm của chúng ta không bằng được thằng nhãi này liếm cậu vài ngày phó thanh dương không nói lời nào hắn không phải kẻ nói chêm chọc cười đùa giỡn miệng lưỡi nhưng trương nguyên thanh thì có trương nguyên thanh phẫn nộ nói anh cái người này nói chuyện thật không dễ nghe anh có thể phỉ báng tôi nhưng sao anh có thể phỉ báng bách phu trưởng chứ bách phu trưởng là loại người thích a dua nịnh hót đó sao mà tôi cũng chưa bao giờ nịnh hót bách phu trưởng tôi trước giờ nói đều là lời tâm huyết còn có khi nói chuyện anh có thể mở mắt ra không linh quân thở dài hít mắt lắc đầu, ra mặt này của thằng nhãi cậu, tuyệt. Phó Thanh Dương cắt ngang đúng lúc phen đối thoại không dinh dưỡng của hai người, nghiêm mặt nói. Các trưởng lão sau khi bàn bạc, quyết định ghi cho cậu công huân cấp A, thưởng 2 triệu tiền mặt, cùng với hai đạo cụ. Cậu có ý kiến hay không? Nếu có ý kiến, tôi sẽ phản hồi thay cậu. Nếu không có, vậy cứ quyết định như thế, tổng bộ bên kia sẽ ở trang web chính thức tuyên bố thông cáo, đây là đãi ngộ chỉ công huân cấp A có. Công huân cấp A Trương Nguyên Thanh kinh ngạc một phen, ở trong chế độ của ngũ hành minh, công huân cấp A mang theo quá nhiều giá trị, trừ quyền hạn đề cao, đãi ngộ đề cao, càng ý nghĩa con đường làm quan của hắn chính là con đường bằng phẳng. Về sau chỉ cần cấp bậc theo kịp, thập trường, chấp sự, đều không phải vấn đề. Phải biết rằng, thập trường tạm quyền đăng viễn, tuy là thánh giả cấp 4, lại bởi vì công huân không đủ, đến nay vẫn là đãi ngộ thành viên tinh anh. Nếu không phải thập trường mắt thật ở nhà dưỡng thương, hắn ngay cả thập trưởng tạm quyền cũng không lăn lộn lên được. Phần thưởng 2 triệu tiền mặt, vậy giá trị con người của mình bây giờ chính là 2,5 triệu, nghe tựa như không quá may mắn. Đạo cổ thưởng vừa lúc bù lại chỗ trống của giày khiêu vũ màu đỏ cùng bảo châu kẻ trầm ổn. Trương Nguyên Thanh nói, tôi không có ý kiến. Phó Thanh Dương lập tức ấn cái nút góc bàn, vài phút sau, Mười em gái tai thỏ eo nhỏ chân dài, hai tay bưng khay bạc, nối đuôi nhau mà vào. Các cô xếp thành hàng ngang ở phòng sách, bưng khay, đứng thẳng. Phó Thanh Dương chống bàn đứng dậy, bước chân tao nhã trầm ổn, xốc lên vải đỏ phủ ở trên cái khay bạc thứ nhất, trong khay là một khối phỉ thúy xanh biếc, hình tròn, điêu khắc hoa văn dạng dây leo. Chương 298, lựa chọn đạo cụ 2. Đạo cụ này tên, kẻ sống lại, đạo cụ nghề nghiệp mục yêu, công năng của nó là khiến chủ nhân ở thời khắc gần chết, hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, đeo ở trên người là được. Nhưng phải chú ý, nếu bị nháy mắt giết chết, công năng của nó sẽ không kích hoạt. Phó Thanh Dương giới thiệu, mắc trạng thái lúc gần chết, cái này thuộc loại đạo cổ cấp con bài chưa lật, nhiều hơn người khác một cái mạng, mộc yêu không hổ là thuật sĩ hồi phục. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, vậy trả giá của nó là cái gì? Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương hiện ra một nụ cười. Trả giá của nó cũng gọi là, sống lại, sẽ làm người sử dụng có được dục vọng sinh sôi nảy nở mãnh liệt, rất nhiều hành giả chính phủ của phân bộ, bởi vì công năng nào đó suy yếu, đều xin mượn nó, bọn họ một lần nữa tìm được niềm vui của đàn ông. Trương Nguyên Thanh cảm khái lần nữa, mục yêu không hổ là thuật sĩ hồi phục. Nói từ trên trình độ nào đó, loại trả giá này là đàn ông tha thiết ước mơ, nhưng nó sẽ sinh ra phản ứng hóa học với bù nhìn trả giá, làm mình thực thi hành động ảo tưởng đối với heo nái. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, lắc đầu nói tôi muốn xem tiếp. Phó Thanh Dương tiếp theo sốc lên vải đỏ của cái khay thứ hai, đó là một cái nhẫn dây leo đậm màu chế tác, nói. Dừng dậm thì thầm, nó có thể làm người ta trao đổi với cây cối, động vật, cậu có thể hiểu ý tứ của chúng nó, chúng nó cũng có thể nghe hiểu chỉ lệnh của cậu. Tuy không có năng lực tấn công mạnh, nhưng ở lĩnh vực nào đó, tác dụng của nó so với đạo cụ có tính công kích càng thực dụng hơn, ví dụ như truy tung. Trả giá của nó là, cậu sẽ trở thành người bảo vệ động thực vật cực đoan. Trong đầu Trương Nguyên thanh hiện lên một hình ảnh, một người đàn ông khuôn mặt mơ hồ, vừa khẽ vỗ về heo nái, vừa hỏi, sướng hay không? mà heo nái vui vẻ trao đổi với hắn trương nguyên thanh sắc mặt nặng nề lắc đầu tôi xem thêm chút phó thanh dương nhìn hắn một cái không rõ nguyên thủy vì sao tâm tình bỗng nhiên nặng nề là cảm thấy đạo cụ đều không tốt phó thanh dương tới trước cái khai thứ ba xốc lên vải đỏ nói nó tên kẹp tóc đáng yêu nghề nghiệp nhạc sĩ đeo nó lên có thể khiến người ta có được sức quyến rũ với cả nam nữ mặc kệ là ai đều không đành lòng ra tay đối với cậu sử dụng nó trả giá là tính cách càng ngày càng thiên về nữ tính hóa. Trương Nguyên Thanh nhìn kẹp tóc phim hoạt hình màu hồng, chất vấn, vì sao nó sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ các trưởng lão không biết giới tính của tôi sao? Phó Thanh Dương, đây là cậu trưởng lão tự tay chọn thay cậu. Vậy thì tôi hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một rồi, nói tôi vẫn muốn xem chút nữa. Hắn đã có một cái khăn voan đỏ cùng giày khiêu vũ màu đỏ, lại thêm kẹp tóc, thật sự không quá ra sao. Kế tiếp, Phó Thanh Dương lại giới thiệu 7 món đạo cụ còn lại, chúng nó có cái thuộc về thổ quái hỏa sư học sĩ thần dạ du cùng với thám báo trương nguyên thanh xem hoa cả mắt hỏi bách phu trưởng ngài có đề nghị gì phó thanh dương tựa như chỉ chờ hắn đặt câu hỏi liền nói ngay thần dạ du thích hợp cận chiến nhưng trình độ chiến đấu võ thuật của cậu không cao không thấp hạn chế rất lớn phát huy năng lực hơn nữa gặp được giống quan nhã loại kẻ địch tinh thông võ thuật chiến đấu kia đánh lén rất có thể sẽ làm cậu gieo nhân nào gạt quả nấy cho nên cậu cần một đạo cụ công kích từ xa tôi đề nghị cậu lựa chọn súng lục bùng nổ tạm dừng một lần hắn nói tiếp tôi biết cậu muốn nói bản thân không biết bắn không sao đạo cụ thứ hai cậu chọn con mắt kẻ quan sát nó có thể làm cậu bỏ qua chướng ngại vật phát hiện kẻ địch tiềm tàng xung quanh nó có thể cường hóa thị giác của cậu cho cậu có được năng lực dự phán quỹ tích vận động của vật thể hai đạo cụ phối hợp cho dù cậu chưa bao giờ sờ vào súng cũng có thể ở trong thời gian ngắn trở thành tay súng thiện xạ con mắt kẻ quan sát là một chiếc kính gọng đen, rất có khí thức học giả, súng lục bùng nổ là súng lục nòng lớn vỏ ngoài đỏ thấm, vẻ ngoài khí phách, là loại vũ khí bá đạo sức giật có thể khiến người thường gãy xương. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây, cảm thấy cái này phối hợp, quả thật thích hợp mình trước mắt, vui vẻ nói, vậy cứ quyết định như thế. Hắn từ trong tay Phó Thanh Dương tiếp nhận hai đạo cụ, nắm trong tay, tin tức vật phẩm nhanh chóng hiện lên. Tên, con mắt kẻ quan sát, loại hình, mắt kính, công năng, quan sát, Siêu thị thị nhìn. Giới thiệu thám tử ưu tú, cần một đôi mắt sắc bén để bắt giữ các chi tiết nhỏ không dễ phát hiện. Mà một kiếm khách ưu tú, tất nhiên có được tâm nhìn thấu chiêu số kẻ địch, đây là tâm sắc bén cùng mắt sắc bén cắt dẫn từ một vị kiếm khách không thể miêu tả. Chương 299, lựa chọn đạo cụ 3. Ghi chú quá thông minh có khi chưa chắc là chuyện tốt, cuộc đời khó được hồ đồ. Tên, súng lục bùng nổ, loại hình, vũ khí, công năng, xuyên giáp, nổ tung. Giới thiệu, khẩu súng lục này dung nhập ý chí vị hỏa sư cường đại nào đó, viên đạn nó bắn ra, tự mang hiệu quả nổ, là khắc tinh của tất cả giáp. Viên đạn có hiệu quả tính hóa nhỏ bé, ghi chú, xin khống chế tốt tính tình của mình. Đáng giá nhắc tới, trả giá của con mắt kẻ quan sát là, sau khi đeo mắt kính, sẽ không tự giác quan sát người bên cạnh, phân tích nội tâm bọn họ, mà nhìn thấu lòng người từ trước tới giờ đều không phải một chuyện tốt. Người sẽ thấy tà ác trong lòng người thân, bạn bè mình, hoặc là nhìn ra vợ không yêu ngươi, thậm chí thêm canxi tăng chiều cao cho ngươi. Về phần súng lục bùng nổ trả giá, ngắn gọn sáng tỏ. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu hồi đạo cụ, nói tiếp, Bách Phu Trưởng, tôi có hai việc muốn xin giúp đỡ. Phó Thanh Dương phất phất tay, bảo em gái tai thỏ lui ra, vừa quay về bàn, vừa gật đầu. Chuyện gì, Trương Nguyên Thanh trước triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ che sắc thái xám xịt, nói. Đạo cụ này bị hắc vô thường ô nhiễm, trước mắt không thể sử dụng, tôi muốn mời Bách Phu Trưởng hỗ trợ tịnh hóa. Phó Thanh Dương tiếp nhận giày khiêu vũ màu đỏ, chăm chú nhìn vài giây, trên mặt không có bất cứ sự kinh ngạc cùng ngoài ý muốn gì, nói. Nếu để tôi tới xử lý, tôi sẽ giao nó cho cậu trưởng lão, lại do cậu trưởng lão ủy thác cho trưởng lão thái nhất môn tịnh hóa. Trong 3 đến 5 ngày, là có thể trả lại cho cậu. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, không có vấn đề. Lấy công huân cùng thực lực của hắn bây giờ, đã không cần lo lắng trong tổ chức có người thấy hơi tiền nổi máu tham, không giống giai đoạn tay mơ, phải giấu giếm mà lấy cấp bậc của trưởng lão khẳng định cũng sẽ không vì một món đạo cụ loại quy tắc cấp thấp cậy mạnh cướp đoạt một vị công huân cấp a tiếp theo hắn lại lấy ra bù nhìn đưa cho phó thanh dương đây là chiến lợi phẩm tôi đánh chết hắc vô thường muốn nộp lên tổ chức phó thanh dương hơi ngẩn ra buông giày khiêu vũ màu đỏ xuống tiếp nhận bù nhìn tập trung nhìn vào hắn nhanh chóng đặt bù nhìn xuống tựa như rất phỏng tay bù nhìn này cậu giữ lại trước tôi sẽ báo cáo cho cấp trên để các trưởng lão làm đánh giá trong kho báu có thêm một đạo cụ bớt đi một đạo cụ đều phải trải qua lưu trình nghiêm khắc phó thanh dương liếc bù nhìn xấu xí một cái nói nếu các trưởng lão cảm thấy đạo cụ này trả giá quá lớn tỷ lệ giá so với tác dụng không cao vậy cậu phải làm tốt chuẩn bị bán rẻ cái trả giá này không lớn nha nhiều nhất chỉ là thay đổi xu hướng giống loài trương nguyên thanh bất đắc dĩ gật đầu hắn dù muốn mặc cả cũng không gặp được trưởng lão khách sạn hoa vũ ban công lộ thiên chống giống Trước bàn tròn thủy tinh, tạ Linh Hy cuộn mình ở sofa một người, hóng gió mát hưu hưu, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước trái cây. Ở đối diện cô, chỉ sát cung chủ mặc đồ đỏ ngồi đó. Cô đã thay đổi một cái mặt nạ, chỉ bao trùm đến mũi, lộ ra cánh môi đỏ au gợi cảm. Em đã bảo người ta tìm hiểu rồi, sự kiện chén thánh đã chấm dứt. Tạ Linh Hy vẻ mặt rào hoạt, nói cung chủ tỉ tỉ, chị đoán xem là ai giết hắc vô thường chỉ sát cung chủ không mặn không nhạt nhìn cô một cái. Tạ Linh Hy lập tức ngoan ngoãn nói, là nguyên thủy ca ca đấy. Trong mắt chỉ sát cung chủ hiện lên nét kinh ngạc hắn. Anh ấy thật lợi hại, đoạn thời gian trước em còn thực cho rằng anh ấy chết rồi cơ. Tạ Linh Hy nhắc tới nguyên thủy thiên tôn, liền đặc biệt hăng hái, bố em cũng rất hứng thú đối với anh ấy, tỏ vẻ muốn phát triển anh ấy trở thành nhân mạch của tạ gia, bảo em đoạn thời gian này thân cận với anh ấy nhiều hơn. Đối với linh cảnh thế gia mà nói, đầu tư bồi dưỡng một thành viên chính phủ có tiềm lực thuộc loại thao tác thường quy chỉ sát cung chủ cười nhạo nói bồi dưỡng thành con rể tạ ra không phải càng đơn giản trực tiếp hơn sao tạ linh hy ngượng ngập nói người ta còn nhỏ mà chỉ sát cung chủ a à, nói tạ ra cũng không phải chỉ có một đứa con gái là em em có đầy chị họ mà tạ linh hy cười lên với cái tính tình ương ngạnh sống an nhàn sung sướng đó của họ chỉ có thể gả cho một ít người ở rể một lòng đu bám tạ ra thiên tài thật sự là khinh thường nịnh bợ lấy lòng họ, bọn họ đều thích nữ hài tử thương ca ca. Chỉ sát cung chủ đứng dậy đi đến cạnh ban công, hai tay chống lan can, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn trưởng thành rất nhanh, trong khu đô thị cũ, tầng hầm ngầm căn nhà lớn cũ nát. Nơi này là một điểm tụ cư của nghề nghiệp tà ác, dì tiểu viên mặc áo gió dài, đeo mặt nạ, sau khi thông qua kiểm nghiệm thân phận, dọc theo cầu thang, tới tầng hầm ngầm thứ nhất. Không khí ngột ngạt, cùng với mùi mồ hôi, mùi khói thuốc ập vào mặt chương 300, Lý Hiền Tông, 1, tầng hầm ngầm rất lớn, bên ngoài bị cải tạo thành quán bar, cung cấp đồ ăn, rượu nước, dưa và trái cây, cùng với một ít phục vụ đặc thù. Vừa qua buổi trưa, khách trước sofa cùng quầy bar không nhiều, đến buổi tối, nơi này mới có thể trở nên náo nhiệt. Ánh mắt gì tiểu viên quét một vòng, đi thẳng tới quầy bar, ngồi xuống ở bên cạnh một gã đầu trọc nói. Gần đây có tin tức gì? Người đàn ông đầu trọc vẻ mặt hung ác, trên mặt, ra đầu xăm hình xăm dữ tợn, làm người ta nhìn mà mê muội cô muốn biết cái gì. Người đàn ông đầu chọc buông chén rượu xuống, sờ sờ đầu, nhếch miệng cười nói. Hắn chính là kẻ cung cấp, kiêm người bảo hộ sân bãi cứ điểm này, yêu mê hoặc cảnh giới thánh giả. Ai đi linh cảnh tên thiên linh linh, dì tiểu viên rút ra 10 tờ tiền, đặt ở quầy ba, đẩy tới trước mặt người đàn ông đầu chọc, nói. Tùy tiện đến một cái trước, thiên linh linh hài lòng thu tiền, nói, nhiệm vụ thí luyện phó bản giết chóc cỡ lớn sắp tổ chức. Tôi nghe nói, Lý Hiền Tông chọn ở Tùng Hải. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, phó bản giết chóc cỡ lớn là một lần giao phong lớn của trận doanh hợp pháp cùng trận doanh đá ác, cũng là cơ hội chuyển chức một năm chỉ có hai lần. Siêu phàm cấp 3, thánh giả cấp 6 muốn chuyển chức, bước vào tầng cấp cao hơn, nhất định phải tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn. Gặp lúc này, các tổ chức lớn của nghề nghiệp tà ác sẽ triệu tập một ít người trẻ tuổi có tiềm lực, đưa bọn họ đến một ít thành thị quan trọng, để bọn họ săn giết hành giả nghề nghiệp hợp pháp, khởi động làm nóng cho phó bản giết chóc cỡ lớn. Tiếp đó chính là để các hậu bối có tiềm lực hai bên trận doanh thử chi tiết của nhau, hiểu biết chiến lực của đối thủ, đợi phó bản mở ra, biết người biết ta. Đương nhiên, đây là cách làm tự mình tình nguyện của trận doanh tà ác, nghề nghiệp hợp pháp có thi đấu lôi đài của mình. Hắn không đi thủ đô, mà là chọn ở Tùng Hải. Tiểu Viên có chút kinh ngạc, thủ đô là nơi mỗi một vị nghề nghiệp tà ác có giá tâm có khát vọng tha thiết ước mơ công chiếm dù sao tổng bộ ngũ hành minh cùng tổng bộ thái nhất môn đều ở thủ đô. Săn giết hành giả thiên tài của tổng bộ mới có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, đây là trận doanh tà ác nhất xương tình nguyện thực hiện, nghề nghiệp hợp pháp có mình lôi đài tái. Hắn không đi kinh thành, mà là chọn ở tại Tùng Hải. Tiểu viên có chút kinh ngạc, kinh thành là mỗi một vị có giã tâm có khát vọng nghề nghiệp tà ác, tha thiết ước mơ công chiếm nơi, dù sao ngũ hành minh tổng bộ cùng thái nhất môn tổng bộ, đều ở kinh thành săn giết tổng bộ thiên tài hành giả mới có cảm giác thành tựu. Đầu chọc cười cười, chưa nói gì, dì tiểu viên lại rút ra 10 tờ tiền giấy. Người đàn ông đầu chọc nói tiếp, tôi nghe nói, danh sách treo thưởng giai đoạn siêu phàm sắp đổi rồi, nguyên thủy thiên tôn phân bộ Tùng Hải, rất có thể vào năm hạng đầu. Nhưng không biết Lý Hiển Tông đến Tùng Hải, có phải vì tiền thưởng săn giết hắn hay không? Kẻ tên nguyên thủy thiên tôn này, sao đột nhiên tấn thăng năm hạng đầu? Dì tiểu viên chưa tiếp tục đề tài này, lại đếm ra 10 tờ tiền giấy. Nghe nói hắc vô thường đã chết, tôi muốn biết tình báo chi tiết. Thiên linh linh sờ cái đầu chọc lốc, rút ra 5 tờ tiền giấy, đưa trở về, nói. Tin tức của tôi không đáng với giá này. Hắc, tôi bán tình báo, chú ý chính là một sự công bằng. Nâng chén rượu lên uống một ngụm, chép miệng vài cái, nói hắc vô thường ở đêm qua, bị người phân bộ tùng hải xử lý rồi, dẫn đầu chính là phó thanh dương, cái này cô biết. Giọng gì tiểu viên cao ngạo lạnh lùng, cho nên, quả thật là phó thanh dương giết hắn kẻ tham dự còn có ai địa điểm chiến đấu ở nơi nào thiên linh linh châm một điếu thuốc chậm rãi phun ra một hơi khói trắng dày đặc nói địa điểm không biết còn chưa mò ra dù sao tùng hải lớn như vậy mà quá trình chi tiết tôi cũng không cho cô được tôi thu được tin tức là chén thánh và danh sách đều ở trong tay phân bộ tùng hải bọn họ đã tổ chức nhân thủ bắt kẻ xa ngã trên danh sách mặt khác nửa giờ trước diễn đàn chính thức của ngũ hành minh cập nhật một dòng thông cáo phân bộ Tùng Hải, đội viên đội 2 khu Khang Dương Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở trong sự kiện chén thánh lập công, trao công huân cấp A. Thứ phía sau hắn nói, tiểu viên chưa chú ý, cô như là thất thần, một lúc lâu không có động tác. Cô đột nhiên ý thức được một cái khả năng, hắc vô thường không phải phó thanh dương giết, mà là người mới tên Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Nếu không phải tạo ra tác dụng mang tính mấu chốt, chỉ là làm kẻ tham dự, không có khả năng được trao tặng công huân cấp A, đây chính là một trong những vinh dự cao nhất của ngũ hành minh chương 301, Lý Hiển Tông 2, nếu chỉ là như vậy, trái lại không đến mức khiến tiểu viên sướng sờ, cô chỉ là đột nhiên nghĩ đến lời tiểu tử kia nói buổi sáng. Một trong sự kiện này, tôi mới là công đầu, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu viên vẫn luôn cho rằng, tiểu tử kia là hành giả chính phủ bình thường, là người trẻ tuổi mặc dù có chút hào sắc, nhưng tâm tính lương thiện. Không ngờ, hắn lại chính là người mới gần đây thanh danh lên cao, tân tú ngũ hành minh, hàng ngũ đứng đầu bảng treo thường. Thì ra là hắn à, hắn quả thật vẫn luôn điều tra hắc vô thường, là kẻ tham dự sự kiện chén thánh, như vậy xem ra, món đạo cụ ô nhiễm linh hồn đó của hắn, chính là bắt nguồn từ hắc vô thường. Dì tiểu viên kết hợp đủ loại chi tiết, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Để sau tìm một cơ hội thử một lần, cô lạnh nhạt nói, tình báo của anh tôi rất hài lòng, thay tôi chú ý tin tức Lý Hiển Tông, tôi định kỳ sẽ tới. Lúc này, cái ghế dài nào đó trong góc, một gã cởi trần, sách theo chai rượu đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh dì tiểu viên, ánh mắt tham lam nhìn quét đường cong khêu gợi. Hắn liếm môi, cười hề hề nói, cô bé, muốn đi chơi chút hay không? Dì tiểu viên xoay đầu lại, theo gã cởi trần ra hiệu, nhìn về phía ghế dài trong góc, một bóng lưng rộng lớn cường tráng, hướng tới quầy ba, hai cái chân trên vai lắc lư qua lại. Đối với nghề nghiệp tà ác mà nói, túng dục tùy hứng, mặc kệ ham muốn là điều bình thường, ham muốn giết chóc, ham muốn phá hoại cùng với tình dục. Tiểu viên thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói cút. Hắc, đợi lát nữa em sẽ biết điểm tốt của bổn đại gia. Người đàn ông cởi trần khoác tay về phía vai gì, đột nhiên, hắn ngạt thở, tiếp theo kịch liệt ho khan. Ho tới mức sắc mặt đỏ lên, ho tới mức lỗ chân lông toát ra giọt máu màu đen. Thiên linh linh uống ngụm rượu, nhắc nhở, địa bàn của tôi, không thể giết người. Dì tiểu viên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời khỏi quầy ba, áo gió bay lên, biến mất ở đầu cầu thang. Qua vài phút, người đàn ông cởi trần dừng ho khan, cả người dính một tầng máu đen, há mồm thở dốc. Thiên Linh Linh cười nhạo nói, cô gái đó nhiều gai lắm, tao cũng không dám dễ dàng chiêu chọc. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, có cơ hội trói ả lại, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Thiên Linh Linh cười ha ha, đến lúc đó nhớ gọi tao. Cái đó khẳng định, nhất định sẽ không quên anh Thiên, chúng ta cùng nhau chơi. Ý tao là, gọi tao qua nhặt xác thay mày. Đang nói, đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một người trẻ tuổi mặc áo ba lỗ màu đen, quần bộ đội dần di, xuất hiện ở quán ba tầng hầm. Bộ dạng hắn rất không tệ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, cơ thể khỏe mạnh làm ngực căng lên, trong tay thưởng thức một con dao bướm sao màu bạc. Đã lâu không gặp, chú Thiên, người trẻ tuổi đùa nghịch dao bướm, ngồi ở trước quầy ba. Thiên Linh Linh liếc nhìn người trẻ tuổi vẻ mặt kiệt ngạo một lần, nói, vừa rồi có vua cổ sư giai đoạn thánh giả tìm hiểu tin tức của mày, trước mắt còn nhìn không ra có định ý hay không, mày chú ý một chút. Thiên Linh Linh là yêu mê hoặc, giống với Lý Hiển Tông, đều là thành viên binh chủ giáo, nhưng người trước thân phận là giữ bí mật, tuyên bố với bên ngoài là hành giả hoang dã. Lý Hiển Tông sau khi quyết định đến Tùng Hải tiến hành thí luyện, hai người liền đã sớm liên lạc. Lý Hiển Tông chẳng hề để ý vâng một tiếng, tình báo cháu nhờ chú thu thập, chú thu thập thế nào rồi. Thiên Linh Linh búng ngón tay, người pha chế đang lau dọn cạnh quầy ba cúi người từ trong ngăn tủ rút ra một sấp tư liệu, đặt ở quầy ba. Lý Hiển Tông sốt sáng tiếp nhận, mở ra, cẩn thận đọc. Trang đầu tiên của tư liệu, rõ ràng viết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai ngón tay Thiên Linh Linh nắm chén rượu, lắc nhẹ, nói: So sánh với bốn vị đứng đầu bảng treo thưởng, cấp bậc Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là thấp nhất, không đến cấp 3. Hắn xuất phát quá nhanh, căn cơ không vững, săn giết hắn tỷ lệ đầu tư trên thu nhập cao nhất, quyết định của mày tao là tán đồng, chẳng qua người này thực cổ quái, tin tức về hắn khá ít, không giống bốn vị trước, phong cách chiến đấu đã bị chúng ta mò mẫm rất rõ ràng. Mày muốn đối phó hắn? phải cẩn thận. Lý Hiền Tông hừ một cái, nói, như vậy mới thú vị chớ, chú Thiên, cháu nghe lão tiền bối trong giáo phái nói, chú lúc trẻ tuổi là không sợ trời không sợ đất, tuổi lớn rồi, trở nên tay chân gión rén như vậy. chương 302, Lý Hiền Tông 3, tao nếu là trẻ ra 20 tuổi, lúc này đã lấy đầu của mày. Thiên Linh Linh cười nhạo nói, đến nha, đánh một trận, Lý Hiền Tông không biết sống chết khiêu khích tiền bối cảnh giới thánh giả. Thiên Linh Linh không quan tâm hắn, Lý Hiền Tông gã này, trở thành yêu mê hoặc không tới một năm, đã là hành giả cấp 3 đỉnh phong. Người này trời xanh hiếu chiến, lại có đầu óc, thời điểm cấp 1, đã có thể giết ngược lại hành giả cùng nghề nghiệp cấp 2. Đến cấp 2, trong cùng cấp bậc đã khó gặp địch thủ, được ma nhãn thiên vương một trong tứ đại thiên vương nhét vào dưới trướng, ra sức bồi dưỡng. Hắn quả nhiên không làm tổ chức thất vọng, sau khi cấp 3 đỉnh phong, thế mà bằng vào sức một mình, ám sát một thánh giả cấp 4 của Linh Nam Hội, phân hội khu Nam nguyên thủy thiên tôn kia ở của phân bộ tùng hải chính phủ trói mắt bao nhiêu lý hiển tông ở binh chủ giáo trói mắt bấy nhiêu chờ hắn trở thành thánh giả là có tư cách đi tổng bộ bái kiến tu la lý hiển tông lật xem tư liệu nói còn có tình báo gì cháu nhớ rõ linh năng hội phân hội khu đông cũng ở tùng hải bọn họ có động tĩnh gì thiên linh linh thấp giọng nói sau khi phán quan mắt quỷ chết phân hội khu đông thực lực tổn hao nhiều chưa chắc sẽ tham dự thí luyện năm nay tùng hải không có ai tranh với mày Lý Hiền Tông vâng một tiếng, nói, chú Thiên à, cháu đã âm thầm triệu tập vài nô bộc của phán quan mắt quỷ, muốn chơi lớn một phen, thử một chút phản ứng của phân bộ Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn này ngay tại khu Khang Dương đúng không, chú là địa đầu xà, giúp cháu lựa chọn địa điểm đi. Thiên Linh Linh nhếch miệng cười nói, mày muốn làm ẩm ý, vậy thì chọn trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, bảo đảm quậy kinh thiên động địa. Lý Hiền Tông sờ cầm, trung tâm thương mại quá đông người, cháu nhân thủ không đủ, không khống chế được trường học mà nói bố cháu bội phục nhất phần tử trí thức không tìm bọn họ làm phiền ừm bố cháu là chết ở trong bệnh viện trước khi chết còn bị bệnh viện móc cạn của cải chọn bệnh viện đi thiên linh linh trầm ngâm một phen bệnh viện tương đối tốt khu khang dương bệnh viện bình thái đi lý hiền tông vỗ quầy ba nói chính nó diễn đàn chính thức bởi vì bài đăng không lâu trước đo diễn đàn nhấc lên một mảng sôi nổi nội dung thông báo rất ngắn gọn ít ỏi mấy câu nhưng chính là thông báo ngắn gọn như thế khiến hành giả chính phủ phân tán các nơi trợn mắt cứng lưỡi lý đông trạch âu âu mi gót oh, oh mi gót oh tôi đã một đêm không ngủ không sai đừng nghi ngờ là hưng phấn ngủ không được vương phi người này ai thế nói chuyện kỳ kỳ quái quái bạch long a à, còng vương phi nguyên thủy thiên tôn chính là mặt hàng này nhặt về số cướp chó săn vương phi a à, đây là ông bà tổ tiên phù hộ nha hâm mộ chết lão nương rồi năm rộng tháng dài nguyên thủy hắn không phải đã chết rồi sao Thanh đằng, đó là vì mê hoặc hắc vô thường, cố ý phát ra tin tức giả. Năm rộng tháng dài, ồ ồ, thì ra là thế, Thanh đằng tỉ tỉ, Thiên Tôn hắn thật sự giết hắc vô thường. Thanh đằng, ừm, tận mắt nhìn thấy, xin gọi ta nữ vương, tiểu tử kia, a à không, Thiên Tôn là muốn nghịch thiên à, rõ ràng đoạn thời gian trước còn là người mới, chỉ chắc mắt, hắn đã là đại lão công huân cấp a, tôi tiểu đội trưởng này nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính bé heo bao nhiêu năm chưa có nhân viên tầng chót được trao tặng cấp a rồi ai chúng ta đã chứng kiến một vị thiên tài quật khởi nói nguyên thủy thiên tôn ở trong danh sách treo thưởng của nghề nghiệp tà ác tất nhiên cầm cờ đi trước nhỉ những ngày gian khổ đúng vậy không biết hắn có thể bị kẻ mạnh của nghề nghiệp tà ác săn giết hay không nhưng lấy trình độ của thiên tôn giai đoạn siêu phàm không mấy ai có thể thắng hắn nhỉ bé heo không nhất định người đi xem ngũ hành minh chúng ta bảng treo thưởng giai đoạn siêu phàm, năm hạng đầu đều là quái thai. Khu bình luận rất nhanh tích lũy mấy ngàn dòng bình luận, tuyệt đại bộ phận đều là chấn động bởi công tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ùn ùn nghị luận đối với hắn. Ngũ hành minh lại xuất hiện một người mới cấp yêu nghiệt, phương diện này, hành giả chính phủ thường xuyên lướt mạng là có đoán trước, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vượt qua hai cái linh cảnh cấp S. Nay tổng bộ trao tặng công huân cấp A, cũng là một cái tín hiệu, tín hiệu một vị cao tầng tương lai dần dần dâng lên. Công huân đến, tương lai chỉ cần lên tới cấp bậc tương ứng thì có thể trao tặng chức vị rất sướng nha mọi người khen thêm vài câu ta thích xem